Đế Tôn tập 102, chương 2021 đến chương 2040 thuyết minh tại kênh Youtube Di các Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Nếu như thiên địa linh khí hao hết sạch, sẽ xuất hiện tình hình gì? Giang Nam lại hỏi. Ba người đau khổ suy tư, nhao nhao lắc đầu. Sẽ xuất hiện tịch diệt kiếp, khi đó tam giới không khí trầm lặng. Tịch diệt kiếp sẽ hàng lâm, đem tất cả tồn tại hủy diệt, quay về hỗn độn, chờ đợi khai thiên lần nữa. Giang Nam thở dài, trịnh trọng nói hôm nay ta cùng ba huynh đệ các ngươi nói không muốn chuyển đi huynh đệ ba người vội vàng gật đầu giang nam chậm rãi nói nguyên tôn thanh huyền cùng tiên cung thái tử ba tôn chân tiên này nhất định phải chém giết nhưng đám người la hầu la một cái cũng không thể giết đợi sau khi vi phụ ly khai tam giới kế đô ngươi ra tay cứu bọn hán đi dựng lại ma giới các ngươi làm ma giới ma tổ quân nhi triết nhi các ngươi làm tam giới đạo tổ ma giới cùng tam thập tam thiên tiên giới tất nhiên sẽ tranh chấp kiếp số không ngừng sẽ không chế số lượng tiên nhân cùng ma sẽ không để cho tịch diệt kiếp tiến đến trong lòng ba người cả kinh quân đạo nhân thất thanh nói phụ thần tiên ma tranh chấp chỉ sợ sẽ có phân tranh không ngừng tiên nhân cùng ma đều sẽ vẫn là không biết bao nhiêu như thế nào có thể như thế hồng đạo nhân cũng nhíu mày phảng phất chứng kiến một tương lai tam giới cùng ma giới không ngừng tranh đấu hồng đạo nhân quân đạo nhân cùng kế đô cũng là hạng người tài trí hơn người hiểu hàm nghĩa trong lời nói của giang nam ma giới cùng tiên giới thủy hòa bất dung tranh đấu chém giết là chuyện tình tất nhiên hai bên chiến đấu không ngừng tiên ma chết sẽ quay về thiên địa để cho thiên địa linh khí không đến nỗi bởi vì quá nhiều tiên nhân mà hao hết cái quan hệ này cùng sói dê cỏ là một cái đạo lý cỏ chỉ có bấy nhiêu như vậy không có sói dê sẽ sinh sôi nảy nở nhiều hơn ăn quá nhiều cỏ cuối cùng cỏ bị ăn sạch tất cả dê cũng bị chết đói mà sói nhiều dê bị sói ăn sạch sói cũng sẽ chết đói chỉ có sói dê cỏ đạt tới thăng bằng nào đó mới có thể giữ vững ba người cộng sinh thiên địa linh khí chính là cỏ tiên cùng ma có thể là dê cũng có thể là sói giang nam để cho kế đô thả đám người la hầu la gây dựng lại ma giới cùng tam giới đối lập chính là muốn ma giới tam giới cùng thiên địa linh khí đạt tới một loại trạng thái thăng bằng vi diệu hống trên số lượng tổng thể của tiên nhân cùng ma hồng đạo nhân trầm mọc một lúc lâu nói như vậy đối với tương lai những tiên ma chết vì tai nạn kia quá bất công ta cũng nghĩ như thế bất quá tiên đạo làm cho người ta thành tiên càng thêm dễ dàng sống mà không chết tiêu hao thiên địa linh khí chỉ biết càng ngày càng nhiều để cho người đời sau không có cơ hội thành tiên cứ thế mãi đi xuống nhất định đưa đến tiên đạo hủ bại bị tịch diệt kiếp hủy diệt không người nào có thể may mắn sống sót tất nhiên là kết cục vũ trụ tan biến giang nam thở dài nói muốn để cho tiên đạo vĩnh tồn đi xuống nhất định phải có ma đạo tới chế ước ta nghĩ sau khi đế cùng tôn khai thiên tích địa giữ lại hỗn độn cổ thần không có đuổi tận giết tuyệt bọn họ nhất định cũng là đạo lý đồng dạng để cho hỗn độn cổ thần cùng cổ tiên qua lại chém giết sau khi bọn họ chết nguyên khí quay về thiên địa tạo thành một loại thăng bằng tương lai có lẽ chúng ta có thể tìm được giải quyết chi đạo nhưng mà hiện tại chỉ có thể dùng loại phương pháp này hắn dừng một chút nói hơn nữa có cạnh tranh mới có tiến bộ ma giới cùng tam giới tranh đấu không ngừng cũng có thể để cho sinh linh hai giới nhận được tôi luyện nếu không chính là hoa trong nhà ấm chịu không được gió tắp mưa xa trong bao huynh đệ các ngươi nhất định phải có người tới đeo danh phản đồ phản bội ra tiên đình để làm người lưng đeo nhơ danh mở lại ma giới kế đô đột nhiên cười nói ta vốn là ma tổ sống ở trong tiên đình có chút ít chán ngấy sống ở chỗ này để cho ta cảm giác mình là một khách nhân chỉ có ma giới mới là nhà của ta thân là ma tổ tự nhiên phải có sự nghiệp cùng thiên hạ của mình người lưng đeo danh nhờ này, để ta làm. Kế đô, ủy khuất ngươi rồi, ba nghìn tiên thể, ngươi mang đi toàn bộ, lớn mạnh ma giới. Giang Nam đột nhiên thanh sắc đều lệ, quát lên. Huynh đệ ba người các ngươi, sau này bên ngoài tranh nhau. Lâu rồi, tất nhiên sẽ có thủ mới hận cũ che đậy tâm trí, để cho huynh đệ tương tàn. Phụ thân muốn ba huynh đệ các ngươi thề, hướng cha thề, huynh đệ không được tự giết lẫn nhau, cũng không thể đem hiệp nghị hôm nay thổ lộ cho người thứ tư biết. Nếu thổ lộ ra nửa phần, tất nhiên hồn phi phách tán. Ba huynh đệ nghiêm nghị, hướng Giang Nam Thề, Thệ ước mới vừa phát ra, bọn họ nhất thời chỉ cảm thấy trong tối tâm Nguyên thủy đại đạo của Giang Nam phân ra một luồng tiến vào trong cơ thể ba người, liên thông thệ ước cùng đạo quả, nếu như ba người bọn họ hướng ra phía ngoài tiết lộ trận hiệp nghị này, hoặc là đối với bất kỳ một người trong ba người hạ sát thủ, tất nhiên sẽ xúc động thệ ước, Nguyên thủy đại đạo sẽ đem nguyên thần trong đạo quả đồng hóa, hồn phi phách tán. Ba người thề xong, Hồng Đạo Nhân trầm mặc chốc lát nói. Phụ thần khi nào rời đi tam giới, đi cổ tiên giới? Mười ngày sau, huynh đệ ba người thất kinh, trong lòng chỉ cảm thấy không đành. Cổ tiên giới là xưng hô tiên giới trước kia, hôm nay tam giới tam thập tam thiên đã biến thành tiên giới mới của một đời tiên nhân. Nhưng mà cổ tiên giới còn là thế giới để vô số người hướng tới, không gian nơi đó càng thêm bát ngát, càng thêm thần thánh, là đế cùng tôn mở trí cao vũ trụ. Các người đã là đạo tổ, không cần phải như vậy. Giang Nam cười nói. Tương lai các người có lẽ cũng sẽ tiến vào cổ tiên giới, cha ở nơi đó chờ các người. Kế đô, ta đem la ma cốt mâu để lại cho ngươi, để ngươi có thể chế trụ la hầu la một bậc, không đến nỗi, để cho la hầu la khắc chế. Hắn lấy ra la ma cốt mâu, giao cho kế đô, lại lấy ra một bụi tiên đằng, chính là hồ lô đằng hắn trồng. Chỉ thấy trên hồ lô, đằng kết xuất một quả hồ lô xanh, một quả hồ lô đỏ cùng một quả hồ lô lục. Trong mỗi một hồ lô, đều có 53 đạo tiên đạo, nhưng công dụng không giống nhau. Giang Nam nói, gốc tiên đằng này chính là từ trong hồ lô của tiên đế rơi xuống hồ lô trùng, ba cái hồ lô này là cha trộm lấy tiên giới tiên quang bồi dưỡng, đã ân cần săn sóc hơn 100 vạn năm, huynh đệ các ngươi, mỗi người được một quả. Hồng đạo nhân tiến lên, hái hồ lô đỏ, quân đạo nhân hái hồ lô xanh, kế đô thì hái hồ lô lục. Giang Nam phất tay nói, các ngươi đi đi. Hồng đạo nhân cùng quân đạo nhân không người rời đi, kế đô trần trở nói, Phụ thần, Hải Nhi có một yêu cầu quá đáng, Nguyên Tôn cùng ta có ân, phụ thần có thể tha cho hắn một mạng hay không? Thực lực Nguyên Tôn vô cùng cường đại, nếu như buông tha đạo quả của hắn. Sau khi ta rời đi, hắn nhất định sẽ sinh loạn, thậm chí liên lạc tử tiêu tiên vương, gây rất nhiều sự đoan. Giang Nam ánh mắt chớp động, lấy ra Nguyên Tôn đạo quả, trong đạo quả truyền đến thanh âm của Nguyên Tôn, cả giận nói. Kế đô, người đối với ta như thế. Giang Nam một tay đánh xuống, chém ở trên đạo quả, chỉ thấy nguyên tôn đạo quả hé ra hóa thành quang mưa khôn cùng hướng tam giới bay đi đó là một thân tu vi của chân tiên biến thành thiên địa linh khí đạo quả bị hủy năng lượng trong nguyên tôn đạo quả liền trở về thiên địa đảo ngược từng cái từng cái thế giới giang nam nhẹ nhàng vê chỉ chỉ thấy một luồng thần hồn từ trong đạo quả ngưng tụ khôi phục thành bộ dáng nguyên tôn chẳng qua là so sánh với chức suy yếu vô số lần ta phế bỏ tu vi của hắn người nếu muốn báo ân kia liền mang theo thần hồn của hắn chuyển thế đi kế đô mừng rỡ cẩn thận nhận lấy thần hồn của nguyên tôn bước đi ra tòa tiên điện này cười nói vậy để cho hắn chuyển thế thành ma thôi giang nam tĩnh tâm mà ngồi nguyên thủy đạo quả hiện lên trong đạo quả này rõ ràng còn có một mai đạo quả chính là đô thiên cổ thần hỗn độn đạo quả chẳng qua là hôm nay năng lượng trong hỗn độn đạo quả đã bị hắn luyện hóa thất thất bát bát đô thiên hỗn độn đạo quả cực kỳ khó luyện hóa không chỉ là bởi vì đô thiên vô cùng cường đại là đối thủ mà Giang Nam trước nay mới thấy. Còn có một điểm trọng yếu khác, đó chính là trong hỗn độn đạo quả có một viên đầu lâu. Đầu lâu của Lama, đại thần một trong ba đại thống soái của hỗn độn thiên quốc. Đô thiên cổ thần chính là đỉnh đầu của Lama, đại thần chừa sinh ra sinh linh, hắn chính là từ trong đầu cốt ra đời. Lama đại thần chính là tiên quân cường giả, hơn nữa ở trong tiên quân thuộc về nhân vật đỉnh cấp, đô thiên vì bảo vệ đạo quả của mình, đem đầu lâu của Lama đại thần cũng luyện nhập trong đạo quả. Giang Nam tốn hao hơn hai năm thời gian, lúc này mới công phá đầu lâu phòng ngự, luyện hóa đô thiên đạo quả. Sở Dĩ hắn nói mười ngày sau rời đi là bởi vì mấy ngày nữa hắn liền có thể hoàn toàn luyện hóa viên đầu lâu này. Đầu lâu lama đại thần dài hai cây sừng nhọn sắc bén vô cùng, cho dù là Giang Nam dùng nguyên thủy chứng đạo kiếm đánh xuống cũng mơ tưởng ở trên đầu lâu này lưu lại chút dấu vết nào, thậm chí nguyên thủy chứng đạo kiếm cũng bị chấn đến hiện đầy lỗ thủng. Đế Huyền, người có biết nếu người giết ta? chính là đắc tội phụ thần của ta không? Trong hỗn độn đạo quả truyền đến thanh âm vô cùng suy yếu của Đô Thiên nói. Phụ thần ta chính là một trong hỗn độn thiên quốc ba đại thống soái Nếu hắn xuất thủ trả thù, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Giang Nam tức cười, cười nói. Giận nhiều không sợ ngứa. Ta đã đắc tội bát tiên vương, bát tiên vương cũng nói ta là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhiều thêm la ma đại thần cũng không coi là cái gì. Đô Thiên cổ thần lạnh lùng nói. Ngươi sẽ sống không bằng chết tất cả sinh linh tam giới cũng sẽ biến thành lương thực của hỗn độn cổ thần ta. Nếu hỗn độn cổ thần thật sự có khả năng này, lúc khai thiên tích địa, vạn tộc vạn linh đã sớm biến thành lương thực của cổ thần. Giang Nam bất vi sở động, tiếp tục toàn lực luyện hóa hỗn độn đạo quả, cười nói. Đáng tiếc, hỗn độn cổ thần vẫn chỉ có thể trốn trong hỗn độn thiên quốc, không dám ra, có đế cùng tôn, hỗn độn cổ thần thủy chung chỉ có thể trốn chui trốn nhùi mà thôi. Ha ha, đế cùng tôn. Trong đầu lâu la ma truyền đến một trận cười quỷ dị. Người cho rằng đế cùng tôn thật còn đang ở trong tiên giới. Tiên giới hôm nay loạn thành một đoàn, tin đế cung cùng tiên tôn cung không đối phó, bắt tiên vương đều có tâm tư. Lại có nhiều chư hầu ngang ngược cắt cứ. Nếu đế cùng tôn còn đó, há có thể cho phép tình huống như thế phát sinh. Đế cùng tôn, đã chết. Trong lòng Giang Nam khẽ nhúc nhích, tiên giới đúng là bày ra loạn tượng. Tỷ như huyền đô tiên quân là tồn tại cổ lão của tiên đế cung, đệ tử của đế cùng tôn, có thể nói địa vị vẻn vẹn ở dưới đế cùng tôn thế nhưng lại bị đồng môn sư huynh đệ ở tiên giới đánh lén bị đánh vào hạ giới chấn áp năm nghìn bốn trăm vạn năm nếu không phải huyền đô tiên quân đã sớm ngờ tới bản thân có một kiếp này đem đạo quả ký thác vào tiên giới chỉ sợ liền sẽ vẫn lạc đối phó huyền đô tiên quân không chỉ là tiên tôn cung còn có chút tồn tại trong bát tiên vương bọn họ thậm chí liên hiệp hỗn độn cổ thần nếu như đế cùng tôn còn trong tiên giới những tiên nhân này căn bản không dám làm ra chuyện tình to gan lớn mật như thế hơn nữa huyền đô cũng đã từng nói nói sư huynh đệ hắn phản bội tiên đế phản bội lão sư của mình nơi này nhất định là có bí mật đô thiên cổ thần nói đế cùng tôn đã chết giang nam tự nhiên là một trăm không tin có thể mở vũ trụ càn khôn tạo hóa vô số sinh linh sự thành tựu của bọn họ là kinh người bực nào tồn tại như vậy làm sao có thể vô thanh vô tức chết đi nhưng mà theo tiên giới loạn tượng trước mắt tới phân tích đế cùng tôn đúng là không có ở trong tiên giới như vậy hai tồn tại này đi nơi nào đế huyền trong tiên giới đã có không ít tồn tại cùng hỗn độn thiên quốc ta liên hiệp tương lai chẳng những tiên giới rơi vào hỗn độn cổ thần ta thống trị ngay cả hạ giới cũng sẽ trở thành hoa viên của cổ thần chỉ cần ngươi đầu nhập vào hỗn độn thiên quốc ta ngươi liền có thể giữ được nhất mạch của mình đô thiên cổ thần hướng dẫn từng bước thao thao bất tuyệt nói hỗn độn thiên quốc ta tuy bên ngoài có ba đại thống soái nhưng còn có lực lượng cường đại hơn ẩn núp đối phó tiên giới nắm chắc phần thắng hơn nữa Mặc dù ngươi không phải là Hỗn Độn Cổ Thần, nhưng là Tiên Thiên Thần Ma, cùng chúng ta là họ hàng gần, lại được bất không đạo nhân truyền thừa, tất nhiên có thể trở thành nhất phương bá chủ của Hỗn Độn Thiên Quốc. Ha ha, ngươi đến tiên giới cũng bất quá là một tiểu tốt, hơn nữa còn đắc tội bát tiên vương, chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào, sao không đầu nhập vào Hỗn Độn Thiên Quốc ta, đạt được địa vị vô thượng. Dừng tay đi Đế Huyền, luyện chết ta, ngươi không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt ngược lại sẽ rước lấy phụ thần ta đuổi giết nhưng mà đầu nhập vào hỗn độn thiên quốc ta người chỗ tốt vô cùng mau dừng tay ta là đỉnh đầu của Lama đại thần biến thành biết rất nhiều bí mật không muốn người biết luyện chết ta người cái gì cũng không chiếm được giang nam mắt điếc tay ngơ đến ngày thứ 9, đô thiên cổ thần đã suy yếu tới cực điểm tất cả năng lượng cùng đại đạo trong đạo quả của hắn bị luyện nhập bên trong nguyên thủy đạo quả đô thiên đạo hữu để cho ta nhìn người biết bí mật như thế nào giang nam lấy tay từ trong đầu lâu lama cầm ra nguyên thần của đô thiên cổ thần lập tức sư hồn tác phách ý đồ tìm được những bí mật đô thiên cổ thần biết kia đế huyền người mơ tưởng từ trên người ta đạt được bất luận bí mật gì nguyên thần của đô thiên cổ thần uể oải không phấn chấn nhưng vị cổ thần này thực sự quyết tuyệt nguyên thần phi tốc thiêu đốt hồn phách của hắn lập tức bay ra cười hắc hắc nói ta đã đem trí nhớ trong nguyên thần ta lao đi rồi đế huyền ta ở dưới cửu tuyền chờ ngươi dưới cửu tuyền ngay cả địa ngục cũng ở dưới thống trị của ta ta không cho ngươi nhập cửu tuyền ai dám thu ngươi hồn phách trở về giang nam giang rộng ra năm ngón tay hư hư một chảo hồn phách tán loạn của đô thiên cổ thần bay tới ngưng tụ làm một thể hắn sưu hồn tác phách không khỏi nhíu mày vừa rồi một cái chớp mắt kia hơn phân nửa trí nhớ của đô thiên cổ thần đã sụp đổ không cách nào tìm về chỉ có chút ít trí nhớ phiến diện còn bảo lưu lại bất quá cũng không hoàn chỉnh trong trí nhớ còn sót lại của đô thiên không có bao nhiêu đồ đạc hấp dẫn hắn. Đột nhiên, Giang Nam nhẹ kêu một tiếng, chứng kiến một bức tinh không đồ tàn phá. Trong trí nhớ của Đô Thiên, cuốn tinh không đồ này cực kỳ cổ xưa, hẳn không phải là kinh nghiệm của Đô Thiên, mà là kinh nghiệm của Lama Đại Thần. Trong chút ít trí nhớ kia, Lama Đại Thần có một loại ý niệm mãnh liệt, muốn xuyên qua phiến tinh không đồ này, tìm kiếm được cái gì đó sau lưng tinh không đồ. Cái tinh không đồ này hình như là một lối đi, bất quá phiến tinh không này không phải bất kỳ một địa phương nào trong Tam giới cũng không phải hỗn độn thiên quốc, kỳ quái, chẳng lẽ là tiên giới. Hắn tinh tế công nhận, sau một lúc lâu, không thể không buông tha, hắn đối với tiên giới biết, không nhiều lắm, hơn nữa, trong trí nhớ của đô thiên bức tinh không đồ này tổn hại nghiêm trọng, thật sự, nhìn không ra cái huyền cơ gì. Giang Nam mở ra bàn tay, hồn phách tán loạn của đô thiên phiêu tán mọi nơi, nguyên thần triệt để nghiền nát, hồn quy thiên địa. Hai vị đạo hữu, các người cũng xuất hiện đi. Trong mi tâm hắn bảy miếng đạo quả lần lượt bay ra, đúng là thanh huyền chân tiên hỗn độn chân tiên đạo quả cùng tiên cung thái tử lục đạo đạo quả đế huyền người dám giết ta vương nương ta chính là hậu thổ tiên vương phụ thân ta địa vị to lớn người càng là không thể đắc tội phụ thân ta chính là tiên cung thái tử một câu còn chưa có nói xong nguyên thủy chứng đạo kiếm đột nhiên bay ra giang nam cầm kiếm liền chém bảy kiếm bảy miếng đạo quả bành 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 bạo toái thần hồn của tiên cung thái tử cùng thanh huyền chân tiên lập tức bị giang nam câu ra siêu hồn tác phách điện hạ cha ngươi là ai ta tự mình tới điều tra liền biết vẫn là không nhọc phiền điện hạ chính miệng nói thực lực của hắn là cường đại bực nào tiên cung thái tử cùng thanh huyền chân tiên chưa kịp hủy diệt trí nhớ liền bị giang nam giam cầm đem trí nhớ bên trong hồn phách sưu tầm một lần hai người này lai lịch vạn phần cổ xưa vô luận là thanh huyền chân tiên hay là tiên cung thái tử đều tồn tại mấy tỷ năm biết rõ rất nhiều bí mật không muốn người biết giang nam từng cái sưu tầm không khỏi động dung trong trí nhớ của tiên cung thái tử cùng thanh huyền chân tiên ghi lại kinh nghiệm cả đời này của bọn hắn trong đó hoàn toàn chính xác có rất nhiều bí mật ví dụ như cổ tiên giới cũng không phải chỉ có tử tiêu trường sinh hậu thổ bát tiên vương còn có tiên vương khác những tiên vương này cũng không phải là đến từ hạ giới mà là thổ dân cổ tiên giới trong trí nhớ của tiên cung thái tử cùng thanh huyền chân tiên còn có một chút đại sự kiện ví dụ như mấy cuộc chiến đấu của hỗn độn cổ thần cùng tiên giới mấy cuộc chiến đấu này không phải chuyện đùa, hỗn độn cổ thần cùng tiên giới ngoại trừ vận dụng bảo vật chính bọn hắn luyện chế ra, thậm chí vận dụng Tiên Thiên Pháp Bảo, uy năng kinh khủng kia của Tiên Thiên Pháp Bảo, để cho Giang Nam cũng theo đó run rẩy. Rất nhiều chân tiên, tiên vương thậm chí tiên quân chết là cùng những Tiên Thiên Pháp Bảo này có quan hệ. Dù sao chân tiên, tiên vương cùng tiên quân đem đạo quả của mình ký thác vào tiên giới, tiên giới bất diệt ta bất diệt, hỗn độn cổ thần cũng có được đạo quả, cũng có thể ký thác phương pháp xử lý tầm thường căn bản không cách nào giết chết bọn hắn, trừ khi có thể đem tiên giới luyện hóa. Nhưng mà tiên thiên pháp bảo bất đồng, có chút tiên thiên pháp bảo chuyên môn nhằm vào đạo quả, có một tiên thiên pháp bảo tên là Nguyên Trung, khống chế trong tay một hỗn độn cổ thần, hỗn độn cổ thần kia mang theo khẩu trung này sát nhập tiên giới, thậm chí ngay cả tiên vương cũng vẫn lạc ba người, tiên quân cũng bị tiếng chuông đánh chết một vị. Trong cổ tiên giới cũng có tiên thiên pháp bảo, những tiên thiên pháp bảo này thường thường khống chế ở trong tay tiên quân cùng hỗn độn cổ thần bởi vì lai lịch của bọn hắn càng thêm cổ xưa là sinh linh trước khi khai thiên tích địa liền sinh ra đời những tiên thiên pháp bảo này uy lực so với tiên vương tiên quân luyện chế pháp bảo còn cường đại hơn còn muốn quỷ thần khó lường có thể nói là đại sát khí trường sinh hậu thổ bát tiên vương cũng sưu tầm tiên thiên pháp bảo vô chủ muốn nhờ tiên thiên pháp bảo chi uy cùng tiên quân cấp địa vị ngang nhau nhưng tức đến nay không có thu hoạch gì bất quá trong lịch sử có không ít tiên thiên pháp bảo khống chế trong tay hỗn độn cổ thần cùng tiên quân vẫn là tiên thiên pháp bảo theo bọn hắn cùng một chỗ biến mất bát tiên vương cũng tìm được một ít manh mối của tiên thiên pháp bảo giang nam tinh tế sưu tầm trí nhớ của tiên cung thái tử cùng thanh huyền cổ tiên không bao lâu hắn liền đối với địa lý cổ tiên giới hình thành một hình dáng đại khái cổ tiên giới thật ra là một cách gọi thực sự không phải là nhất thể mà là đại thiên thời không tập hợp thể Đại thiên thời không là tiên nhân cổ tiên giới mở ra nguyên một đám thời không, gọi chung là đại thiên thời không. Đại thiên thời không vườn quanh chung quanh cổ tiên giới, trong đó sinh tồn lấy rất nhiều sinh linh, là cùng loại với vũ trụ tam giới như vậy, bất quá so với tam giới nhỏ hơn rất nhiều. Mà tổng thể lãnh thổ quốc gia của cổ tiên giới, nếu so với tam giới lớn hơn không biết gấp bao nhiêu lần, trong đó lại phân nguyên một đám đại châu, cực kỳ thịnh vượng, mỗi một châu đều có tiên vương chấn thủ. Bát tiên vương xác lập hệ thống thần đạo, chiếm cứ tám châu trung ương thiết lập bát tiên cung tám vị tồn tại này là thế lực lớn nhất trong tất cả tiên vương bát tiên vương lại liên hợp cùng một chỗ để cho mình tại tiên giới có một chỗ cắm rùi bát tiên vương vụng trộm cũng có chút cạnh tranh chỉ là đấu mà không phá đều là một ít tiểu đà tiểu nháo gặp được sự tình tiên đế cung cùng tiên tôn cung gọt quyền bọn hắn liền liên hợp cùng một chỗ mà tiên tôn cung tiên đế cung trí cao vô thượng của cổ tiên giới thì tụ tập vũ lực cao nhất của cổ tiên giới đệ tử tiên đế cùng tiên tôn tụ tập ở chỗ này hơn nữa là một đám tiên quân duy nhất của cổ tiên giới đúng là có hai cung này tiên giới mới có thể cùng hỗn độn cổ thần tranh đấu đại chiếm thượng phong ở trong trí nhớ của tiên cung thái tử cùng thanh huyền cổ tiên tiên đế cung cùng tiên tôn cung hoàn toàn chính xác không hợp nhau tranh đấu gai gắt mà bát tiên vương cũng có chỗ suy đoán cho rằng đế cùng tôn chỉ sợ hoàn toàn chính xác không ở trong nội cung rồi bằng chứng cho suy đoán này còn có một hồi đại biến cố cái kia chính là thật lâu trước kia tiên đế tiên hồ lô trấn áp tiên đế cung đột nhiên nghiền nát nguyên khí của tiên giới kịch liệt dung chuyển khiến cho một phen rối loạn sau chuyện kia tiên quân của tiên đế cung cùng tiên tôn cung liền bắt đầu cử thị đối phương chỉ trích đối phương là phản đồ năm nghìn bốn trăm vạn năm trước huyền đô tiên quân gặp nạn là có chút tồn tại của tiên tôn cung âm thầm cùng hỗn độn cổ thần liên thủ ý đồ đem huyền đô tiên quân gạt bỏ cổ tiên giới cũng không phải người hạ giới tưởng tượng tốt đẹp như vậy ngược lại so với hạ giới càng thêm hiểm ác ồ cái thân ảnh này là cha đẻ của tiên cung thái tử đột nhiên trong lòng giang nam chấn động từ trong trí nhớ của tiên cung thái tử tìm được một thân ảnh cái thân ảnh kia đưa lưng về phía tiên cung thái tử cùng hậu thổ tiên vương ngay lúc đó ta đã đoán sai cha đẻ của tiên cung thái tử không phải càn nguyên tiên quân giang nam tinh tế dò xét cái thân ảnh này chỉ thấy cái thân ảnh kia cùng càn nguyên tiên quân có bất đồng thật lớn càn nguyên tiên quân chính là người khai sang ma ngục huyền thai kinh có tiên quân trang nghiêm lại có tả mị không quý kỵ bất luận cái gì mà bóng lưng người này thì lộ ra công chính tưởng hòa cùng càn nguyên tiên quân là tồn tại hoàn toàn bất đồng ở bên trong trí nhớ của tiên cung thái tử cái thân ảnh kia dần dần xoay người lại một thanh âm nhu hòa vang lên nói các ngươi chuẩn bị sẵn sàng ít ngày nữa huyền đô sư huynh liền sẽ gặp nạn trong tiên giới sẽ có đại biến cố huyền đô sư huynh không nhìn được thiên thời chỉ sợ muốn vẫn là ân cái thân ảnh kia triệt để xoay người lại, là một tiên quân người mặc tử sam, chỉ là diện mục bao phủ bên trong tiên quang. Trong tích tắc vị tiên quân này quay người, Giang Nam đột nhiên cảm giác được mình bị một đôi mắt nhìn thẳng, trên khuôn mặt có một loại cảm giác nóng rát. Không chỉ có như thế, hắn thậm chí cảm giác được có một đôi mắt từ tiên giới phóng tới, nhìn thẳng chính mình. Khá lắm, ta quan sát hình ảnh của hắn trong trí nhớ của Tiên cung thái tử, lại bị người này cảm ứng được, cha đẻ của Tiên cung thái tử, quả nhiên là thần thông quảng đại không biết là tiên quân của tiên tôn cung hay là tiên quân của tiên đế cung. Giang Nam kinh hãi, mình chứng kiến hình ảnh người nọ trong trí nhớ của tiên cung thái tử, liền kinh động người này, thần thông bực này, mặc dù là Giang Nam cũng cảm giác được không thể tưởng tượng. Đây là một nhân vật cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa nghe hắn vừa rồi câu nói kỳ tứ, huyền đô tiên quân sở dĩ, gặp nạn, chỉ sợ cùng người này rất có liên quan. Người giết con ta, lại nhìn trộm trí nhớ của hắn. Ở bên trong trí nhớ của tiên cung thái tử, tồn tại diện mục bao phủ ở bên trong tiên quang kia đột nhiên di chuyển bước chân đi ra trường hà trí nhớ từ trong hư không đi tới hình ảnh dần dần trở nên chân thật phảng phất thật sự có một tồn tại như vậy hướng giang nam đi đến cái chán giang nam mồ hôi cuồn cuộn rơi xuống đột nhiên tế lên nguyên thủy chứng đạo kiếm một kiếm cắt trong hư không kiếm quang vô thành vô tức chém qua đem hai tia ánh mắt kia chặt đứt thân ảnh trong hư không đi tới có chút lắc lư càng ngày càng hư ảo chậm rãi biến mất chỉ nghe một thanh âm truyền đến, lạnh nhạt nói. Giết con ta, đoạn cảm ứng, người rất không tồi, ta sẽ tìm được ngươi. Giang Nam nhẹ nhàng thở ra, lập tức lật tay chấn động, đem đạo quả thần hồn của tiên cung thái tử cùng thanh huyền chân tiên hết thảy đánh nát, đoạn tuyệt hết thảy nhân tố có thể cùng thân ảnh kia thành lập cảm ứng. Tiên cung thái tử cùng thanh huyền chân tiên thần hồn câu diệt, linh khí trào lên, Giang Nam lấy tay một trào, em linh khí vô cùng bàng bạc kia ngưng tụ, hóa thành một đạo trường hà nên ly khai tam giới rồi hắn đứng dậy cong ngón búng ra đạo linh khí trường hà này bay ra tiên điện kế đô đang tu luyện đột nhiên chỉ thấy đạo sông lớn này bay tới như là một nộ long cào thét chui vào mi tâm của hắn kế đô hai đại chân tiên đạo quả biến thành linh khí này liền do ngươi tới thoải mái ma giới sang nam truyền âm qua đi tìm được thi hiên vi hai vợ chồng sóng vai mà đi cất bước đi trong tiên cảnh đại la thiên cuối cùng nhất ở trong một lương đình ngồi xuống nhìn về phía đại la thiên cùng tam giới vô cùng sáng hạn thật lâu không nói hiên vi ta phải đi cuối cùng nhất giang nam đứng dậy cười hướng người yêu của mình phất phất tay cất bước rời đi ta đem chấn ngục giới bia lưu cho ngươi đợi ngươi cảm thấy hạ giới không còn gì lưu luyến đi cổ tiên giới tìm ta ta và ngươi lại kéo dài duyên phận vợ chồng thi hiên vi lấy tay muốn bắt được bàn tay của hắn lại cái gì cũng không có bắt được cổ tiên giới hậu thổ tiên cung Hậu thổ tiên vương triệu tập các tiên nhân đang nghị sự, đột nhiên nghiêng tai lắng nghe, sắc mặt không khỏi kịch biến, thỏ tay một trào, chỉ thấy hư không chấn động, ba miếng đạo quả từ tiên giới hư không bay ra. Bạn đang xem Đế tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Cap Phim. Truy cập kênh YouTube Di Cap Phim để cập nhật những video mới nhất. youtube com phim viết liền không giấu nhé. Chỉ thấy ba miếng đạo quả dần dần chấn động, đột nhiên ba miếng đạo quả dung làm một thể, bên trong đạo quả tràn ra đại đạo cấu tạo thân thể một nam tử sau một lúc lâu nam tử này liền bị đạo quả trọng cấu rõ ràng là tiên cung thái tử bất quá vị tiên cung thái tử này lại lâm vào trong ngủ say không có tỉnh lại tiên vương đây là một chân tiên liền vội vàng hỏi hạ giới chư thần hoàng hôn kiếp sắp chấm dứt con ta bị người làm hại thân gặp bất chắc hậu thổ tiên vương tinh tế dò xét tiên cung thái tử lạnh lùng nói huyền thiên tiểu quỷ quả nhiên tâm ngoan thủ lạt vậy mà đem con ta đánh cho hồn phi phách tán nếu không có bổn cung trước sau như một chú ý cẩn thận sớm để cho con của ta lưu lại mấy miếng đạo quả chỉ sợ con ta thật sự chết ở trong tay của ngươi rồi nàng tế lên một cuốn tiên đồ tiên đồ đằng không hóa thành một tòa chiêu hồn đại trận hậu thổ tiên vương lấy ra một thanh tiên kiếm áo choàng phát ra bước đạp cương đấu một kiếm lại một kiếm đâm ra từng đạo kiếm quang kia suy suy bắn vào bên trong trận đồ biến mất không thấy gì nữa mà cơ hồ cùng lúc đó trong địa ngục tam giới chỉ thấy hư không lắc lư từng đạo kiếm khí bắn ra hóa thành một sợi thanh trụ cực lớn phía trên thanh trụ trải rộng tiên đạo phù văn phức tạp huyền ảo hồn trở về trong thanh trụ có thanh âm nhu hòa của một nữ tử vang lên đúng là thanh âm của hậu thổ tiên vương mượn nhờ những thanh trụ này đem tàn hồn của tiên cung thái tử tán lạc trong tam giới gọi ra đã qua không lâu ở bên trong hậu thổ tiên cung hậu thổ tiên vương đánh ra một kiếm thường thường trên mũi kiếm giấy lên một đóa hỏa diễm sâu kín mũi kiếm nhẹ nhàng chấn động đóa hỏa diễm này cũng nhẹ nhàng chấn động theo chỉ thấy trong ngọn lửa hồn phách của tiên cung thái tử đoàn tụ hồn phách vô hình khi thì hóa thành bộ dáng tiên cung thái tử khi thì vặn vẹo khi thì bay ra thật lâu hậu thổ tiên vương khẽ nhíu mày huyền thiên tiểu quỷ vận là đem một bộ phận hồn phách của con ta triệt để hủy diệt rồi không cách nào đem toàn bộ hồn phách đưa tới con ta tỉnh lại trên mũi kiếm hỏa diễm bay lên bỗng nhiên chui vào trong mi tâm tiên cung thái tử đang ngủ say tiên cung thái tử đột nhiên ngồi dậy kêu to ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ như điên như dại hậu thổ tiên vương đang muốn tiến lên đột nhiên tiên cung thái tử bật ngửa ra sau ngủ thật say tiếng ngái chuyển đến hậu thổ tiên vương thở dài hồn phách con ta chôn vùi quá nhiều đã khó có thể đoàn tụ nếu không phải người nọ cho ta biết bổn cung còn không biết con ta đã hồn phi phách tán nhưng tiếc hắn vẫn là chậm một bước xem ra chỉ có đi tìm huyền thanh lão quỷ hắn chính là xuất thân quỷ thiên ở trên hồn phách tạo nghệ còn hơn ta không biết bao nhiêu nhất định có thể để cho con của ta khôi phục đột nhiên tiên cung thái tử lần nữa ngồi dậy một phát bắt được tay của nàng thẳng ngoắc ngoắc nhìn xem nàng hét lớn đế huyền sắp thượng giới vương nương phải báo thủ cho ta hậu thổ tiên vương đang muốn hỏi kỹ tiên cung thái tử lần nữa ngã xuống tiếng ngáy lại lên các ngươi giữ vững vị trí quanh thân thể thái tử niệm tụng chấn hồn đại chú định trụ thần hồn cho con ta phòng ngừa hồn phách hắn tan vỡ hậu thổ tiên vương phân phó rất nhiều tiên cung tiên nhân lúc này khởi hành tự mình đi huyền thanh tiên cung cười lạnh nói huyền thiên tiểu quỷ thượng giới rất tốt cũng đến lúc này sẽ làm cho hắn chạy trời không khỏi nắng bát tiên vương ta bị hắn tiêu diệt đạo thống ta thông chi tiên vương khác bát tiên vương đều xuất hiện xem hắn chết như thế nào Giang năm cất bước đi trong nguyên một đám thế giới của tam giới đi qua tam thập tam thiên đi qua thiên hà cùng minh hải đi qua địa phương hắn quen thuộc ý đồ từ trong thời gian trường hà tìm kiếm dấu vết thần linh ném rơi vãi nhiệt huyết cùng nước mắt năm tháng rằng rặc hắn ở hạ giới đã chậm trễ hơn 130 vạn năm đã trải qua thương hải tăng điền chứng kiến một cái thời đại tịch diệt cùng cái khác thời đại cuột khởi hắn đã trải qua từng tràng kiếp nạn bái kiến các thần linh cổ xưa vì chúng sinh chống lại thiên mệnh bái kiến các thần đế khí nuốt tinh hà bái kiến vô số âm mưu quỷ kế cùng huyết nhuộm chiến trường hắn bái kiến một lần phi tiên cuối cùng tống biệt người thân mình phi thăng thượng giới bái kiến tiên giới đại lão điều khiển hạ giới thậm chí mình chủ đạo chư thần hoàng hôn kiếp để cho thần đạo vĩnh viễn suy sụp hắn trở thành một thần cuối cùng của tam giới trên con đường phía trước đã không người cùng hắn đồng hành hôm nay tam giới đã không hề cần hắn rồi hắn vị thần này ở lại tam giới thiên đạo tam giới liền không cách nào triệt để trở thành tiên đạo thiên đạo hắn ở lại tam giới chỉ sẽ trở ngại tam giới tiên đạo hoàn thiện cùng phát triển hôm nay hắn rốt cuộc phải ra đi nếu có sử quan muốn vì hắn ghi sử mời hắn đánh giá bản thân hắn đại khái sẽ nói trẫm xuất thân bần hàn ở trong nghịch cảnh phấn đấu ở trong tuyệt cảnh sinh tồn hùng cứ đại la thiên chủ trưởng xã tắc cầm trong tay thiên tán hoa cái mà định càn khôn trẫm cúi đầu không thẹn sinh linh ngẩng đầu không thẹn thiên địa vấn lòng không thẹn với lương tâm chỉ là lần này ly khai trong lòng của hắn lo lắng vẫn là rất nhiều nhiều nữa năm đó thiết trụ cùng hắn ở kiến vũ quốc tế vương phủ làm nô dịch đã sớm hóa thành một đống đất vàng tiểu quận chúa dược vương phủ trước đây mẹ đẻ nhạc ấu nương nhạc linh nhi cũng không thể sống qua thời gian ăn mòn đã qua đời thần tiềm quân mộng yêu cùng sở hương hương chết trận trong cuộc chiến hai đại vũ trụ xung hợp năm đó ứng vô song phong vân một cõi đã trở thành thủ lĩnh long tộc còn có tần phi ngư yêu mến gãi chân mộ yên nhi thiện lương huyền ẩn cổ hủ vân bằng ngạo khí lão đầu thi mạc sơn quật cường sang lầm ưa thích vì giang nam tìm mười nương tử quá nhiều người quen rồi bọn hắn có người có thể sống qua đoạn tuế nguyệt thảm thiết nhất kia có không thể ở trong thời gian cọ rửa sinh tồn cũng có người đã nhận được thành tựu tu thành tiên nhân tuế nguyệt khiến người già người nhịn không quá tuế nguyệt dày vò nhất định sẽ vẫn lạc đây là sự tình làm cho người bi thương cũng là sự tình khích lệ người có trí hăng hái đi về phía trước giang nam du lịch nguyên một đám cố thổ tam giới làm hắn khó quên rốt cục hắn phải ly khai tam giới tiến vào cổ tiên giới rồi lúc này đây hắn không làm kinh động quá nhiều người chỉ là truyền âm nói với một ít bằng hữu cũ của mình lúc này đây người đến tống biệt hắn đều là gương mặt quen thuộc ngoại trừ tịch ứng tình là hoa âm ma la thập thiếu hư hạo thiếu quân nhậm tiên thiên thất diệp hoa thanh niên tam đức phật tổ bắc đô tuyền còn có hồng đạo nhân quân đạo nhân kế đâu không có đến đây thì hiền vi cũng không có xuất hiện mấy người ngồi ở trên núi cao nhất của đại la thiên cười to nói lên chuyện xưa là hoa âm đề cập mình lúc trước trêu đùa hí lộng giang nam nói năm đó lão nương đi tắm rửa lừa gạt hắn nói muốn cùng tắm vứt bỏ đai lưng cùng lộ mỏng tiểu tử này thật sự đi nhặt đây này nhưng tức hắn cầm không nổi nếu không hắn xông tới cùng nhau tắm mà nói lão nương liền thành giang phu nhân rồi mọi người ôm bụng cười đánh trống ra hò nói nàng lại ném một lần nhìn xem hôm nay giang nam có thể nhạt lên hay không hồng đạo nhân quân đạo nhân hai cái đạo tổ tuy địa vị cao thượng nhưng đối với bọn họ mà nói chỉ là tiểu bối chứng kiến mọi người chưa đùa phụ thần mình chỉ phải lúng ta lúng túng im lặng lạc hoa âm ở rất nhiều đồng đạo đầu độc quả nhiên cởi xuống đai lưng ngọc ném đi xuống dưới cười nói đồ nhi ngoan nhặt đi ngươi nhặt được lão nương cùng ngươi động phòng giang nam cười nhạt lên đai lưng ngọc lại không có trả lại cho lạc hoa âm mọi người vỗ tay cười to lạc hoa âm lườm hắn một cái cười khanh khách nói nếu không phải bà nương của ngươi ở dưới kia quan sát chóng mắt đều đỏ lão nương liền cùng ngươi động phòng rồi giang nam hướng phía dưới nhìn lại chỉ thấy thi hiên vi đứng ở đại la thiên cô đơn một mình cả đời này ta bởi vì ngươi mới trường sinh bởi vì ngươi mới vui cười bởi vì ngươi mới làm thiên mẫu bởi vì ngươi mới trấn thủ hậu cung trấn thủ thiên đình ngày nay ta lại bởi vì ngươi mà cho ngươi rời đi ta lưu cho mình chỉ có không bỏ hai vợ chồng nhìn nhau một đường mưa gió đi tới đi đến bây giờ Bọn hắn có quá nhiều lời muốn nói, không muốn từ nay về sau tách ra. Bất quá Giang Nam nhất định phải ly khai, hắn quá cường đại, có hắn ở đây, tiên đạo hạ giới không cách nào viên mãn, không cách nào tiến vào cấp độ rất cao, hắn không ly khai, tiên đạo vĩnh viễn thiếu hụt. Truy thần hoàng hôn kiếp vĩnh viễn sẽ không chính thức chấm dứt trên ý nghĩa, bởi vì hắn là vị thần có thể thay đổi thiên đạo còn ở nơi này. Dù có muôn vàn tình cảm, chỉ có thể ẩn dưới đáy lòng rồi. Giang Nam thu hồi ánh mắt, cười nói: "Chư vị chúng ta ở cổ tiên giới gặp lại hắn cất bước đi về hướng bầu trời đột nhiên thiếu hư sông lên bầu trời cười nói giáo chủ ngươi đi rồi ta ở hạ giới vô địch cũng không thú vị đến thượng giới ta nói không chừng còn có thể tìm được cơ hội cùng ngươi tranh giành cao thấp ta với ngươi cùng đi chờ một chút mang ta đi với hạo thiếu quân sông lên cười nói ta suốt đời mục tiêu là tiến vào tiên giới hai người các ngươi mơ tưởng bỏ ta lại tịch ứng tỉnh cất bước đi tới cười nói ta cũng muốn đi cổ tiên giới một chuyến gặp huyền đô lão sư một lần nói với hắn một tiếng ta không có phụ hắn kỳ vọng nhậm tiên thiên cũng chạy tới cười nói tam giới đã không có đất dụng võ của ta đến cổ tiên giới ta còn có thể cùng quần hùng cổ tiên giới quyết tranh hơn thua đã như vậy ta và các ngươi cùng đi là khoa âm khống chế bỉ ngạn thần châu kích động nói hạ giới đã bị ta trộm khắp rồi nếu không lên cổ tiên giới trộm ta nhất định sẽ thương tiếc trung thân thất diệp nhịn không được cảm khái nói tuổi trẻ thật tốt những thứ này còn có mạnh dạn đi đầu bất quá ta không có hùng tâm như bọn hắn rồi tam đức phật tổ người không cùng lúc đi sao tam khuyết do dự thoáng một phát lắc đầu nói lão nạp còn phải quản lý phật môn đem đạo thống truyền thừa tương lai nếu hạ giới không có đất dụng võ của ta ta cũng đi cổ tiên giới tìm bọn hắn phần mộ cổ tiên giới vẫn còn triệu hoán lão nạp giang nam nhìn về phía năm người này một hồi nhức đầu nói ta cũng không dám nói mình có thể bình an xuyên qua hàng rào tiên giới hôm nay nếu như mang lên các ngươi uy năng tiên kiếp càng mạnh hơn nữa vạn nhất có một sơ xuất không bằng như vậy chúng ta binh chia làm hai đường chỗ phu nhân ta có một tòa chấn ngục giới bia có thể tiễn được các ngươi bình an nhập cư trái phép không cần kinh nghiệm tiên kiếp bọn người tịch ứng tình thiếu hư lếch nhau cùng lộ ra sắc mặt vui mừng bọn hắn cũng không có đủ thực lực xuyên qua hàng rào tiên giới đối với tiên kiếp càng là lo sợ bất an là khoa âm mở cờ trong bụng. Còn có thứ tốt bực này, Tử Xuyên ngươi như thế nào không sớm lấy ra, sớm biết có bảo bối như vậy, ta đã sớm đi cổ tiên giới rồi. Tam Khuyết cũng đại hỉ, cười nói, tùy thời có thể nhập cư trái phép đến tiên giới sao? Lão Nạp đã chứng kiến phần mộ cổ tiên giới hướng Lão Nạp hoác rồi. Tử Xuyên, ngươi không theo chúng ta cùng một chỗ thông qua chấn ngục giới biên nhập cư trái phép cổ tiên giới sao? Tịch ứng tình hỏi, ta tự nhiên là Giang Nam lắc đầu ngừng đầu nhìn hướng lên trời, gần từng chữ. Giết đến tận tiên giới. Giang Nam cùng mọi người phân biệt, lẻ loi một mình đi về hướng bầu trời. Giờ khắc này, bên trong tam giới có vô số tiên Phật đột nhiên chứng kiến, bầu trời kịch liệt rung chuyển, như là mặt biển bình tĩnh đột nhiên nhấc lên sóng cồn ngược trời, sóng lớn kia như một vòng tròn lớn, như là rung động tán đi mọi nơi. ầm ầm, bầu trời bị Giang Nam một quyền đánh bay. Lúc này cách hơn 130 vạn năm, cổ tiên giới lại lần nữa triển lộ ở trước mắt người đời. Hạ giới yêu nghiệt nào, dám can đảm oanh kích hàng rào tiên giới, tạo phản hay sao? Chỗ tiên giới hàng rào vỡ ra kia, truyền đến tiếng hét phẫn nộ của tuần sát sứ cổ tiên giới. Một gương mặt cực lớn uy nghiêm xuất hiện ở phía trên khe hở, vì phong bắt diện, cũng không dám thăm dò đến tam giới xem rốt cuộc lại yêu nghiệt nào cả gan làm loạn như thế. Tam giới thiên uy thật sự quá dày nặng, tuần sát sứ cổ tiên giới bất quá là tiên nhân cảnh giới. Nếu thăm dò xem xét, thế tất sẽ bị tam giới thiên đạo đập vụn. Giang Nam mắt điếc tay ngơ, cất bước hướng hàng rào tiên giới oanh xuyên đi đến, hàng rào tiên giới vỡ ra, tiên giới lôi đình dung chuyển, trong tiên lôi diễn sinh ra nguyên một đám thế giới, theo lôi đình tích động mà sinh sinh diệt diệt, vô cùng vô tận. Đó là tiên giới cảm ứng được tồn tại không phải tiên nhân, cưỡng ép xuyên qua hàng rào tiên giới mà tự động tạo ra tiên kiếp. Hạ giới yêu nghiệt dừng lại, còn dám tiến lên một bước tuần sát xứ cổ tiên giới kia cách từng đạo tiên giới lôi đỉnh hướng phía dưới nhìn lại đột nhiên mơ hồ trong đó chứng kiến gương mặt giang nam không khỏi lắp bóc kinh hãi không dám nói nữa vội vàng quay người phi độn mà đi kêu lên không xong rồi đại ma thần hạ giới giết lên đây giang nam vài bước tầm đó liền đi vào tiên giới lôi đỉnh phía trước áp lực vô cùng trầm trọng truyền đến đó là tam giới vũ trụ màng thai cùng tiên giới hàng rào truyền đến song trọng áp lực thậm chí có thể đem chân tiên đập vụn cổ áp lực này cường đại như thế mặc dù là giang nam cũng không hề thong dong đi lại dần dần chậm xuống đột nhiên chỉ nghe giang giác một tiếng một đạo lôi đỉnh tiên giới sáng tắt bất định đánh xuống giờ khắc này tiên quang chiếu rượu vô số thế giới của tam giới có uy năng như thần linh để cho tiên nhân tam giới run rẩy cái này đã không còn là lôi đình bình thường trên ý nghĩa mà là lôi đình có thể sáng tạo hay là hủy diệt thế giới uy năng cường đại như thế bộc phát có thể nghĩ người bị lôi đình đánh trúng sẽ gặp phải kết cục gì. Đón lấy, vô số tam giới tiên nhân chứng kiến, cái thân ảnh nho nhỏ kia vậy mà đối với tiên lôi đánh rớt không có bất luận ngăn cản gì, tùy ý tiên lôi đánh rơi ở trên người của mình. Uy năng khủng bố đủ để hủy diệt một thế giới bộc phát, thân ảnh nho nhỏ kia rung chuyển, lại không có thể đem hắn đánh chết, chỉ là để cho thân hình hắn có chút lay động. Răng rắc, răng rắc. Từng đạo tiên lôi đánh xuống, cái này là tiên kiếp, muốn đem bất luận tồn tại gì có can đảm xông tới tiên giới hủy diệt tu vi càng cường thực lực càng cao phải đối mặt tiên kiếp cũng càng khủng bố ở vô số tiên nhân nhìn soi mói giang nam đón từng đạo tiên lôi đánh rớt bước đi bên trong tiên kiếp hướng cổ tiên giới từng bước một đi đến tiên lôi như mưa rơi xuống đánh rớt ở trên người của hắn hắn mượn nhờ tiên lôi chi uy rèn luyện nhục thể của mình hấp thu năng lượng bên trong tiên lôi khiến cho mình trở nên càng cường đại hơn từ xưa đến nay còn không có mấy người dám can đảm không có chứng tiên đạt được tiên giới tán thành liền mạnh mẽ xông tới tiên giới càng đừng đề cập mượn nhờ tiên giới đến rèn luyện bản thân rồi mà giang nam lại dám nguyên thủy chứng đạo kiếm bay ra nguyên thủy đạo quả của hắn cũng ở thời khắc này hiện ra treo cao lên đỉnh đầu cộng đồng tiếp nhận tiên kiếp tẩy lễ phía trước đường còn rất răng rạc không mặc qua hàng rào tiên giới liền không cách nào đến tiên giới mà hàng rào ở giữa tam giới cùng tiên giới cũng trở nên vô cùng trầm trọng dài đến ước vạn dặm giang nam càng xâm nhập Thừa nhận áp lực liền càng cường, uy lực tiên kiếp cũng càng cường. Bất quá, hắn cũng đang không ngừng tăng lên, Nguyên Thủy Đại Đạo Thôn Phệ, luyện hóa năng lượng bên trong tiên lôi, phụng dưỡng bản thân, để cho thân thể hắn đang không ngừng tăng lên, thậm chí tiếp cận trình độ như Đô Thiên Cổ Thần. Nhưng mà, Giang Nam rất nhanh phát hiện, cường độ nhục thể của hắn sắp đạt đến cực hạn, mặc dù thôn phệ càng nhiều năng lượng trong tiên lôi, cũng đến gần vô hạn trình độ của Đô Thiên Cổ Thần, nhưng không có khả năng siêu việt ở dưới tình huống cùng cảnh giới phảng phất thân thể hỗn độn cổ thần là cực hạn mà hết thảy tồn tại có khả năng đạt tới hết thảy sinh linh hết thảy tồn tại khác đều khó có khả năng siêu việt cái cực hạn này đều so với hỗn độn cổ thần yếu hơn một phần như vậy đạo quả của hắn đã ở bên trong tăng lên uy lực của nguyên thủy chứng đạo kiếm cũng càng ngày càng mạnh uy lực tiên lôi cũng đang không ngừng tăng lên giang nam xâm nhập nghìn vạn dặm uy lực tiên kiếp dĩ nhiên có thể suy giảm tới nhục thể của hắn trên người giang nam xuất hiện vết máu bất quá vết máu vừa mới xuất hiện liền trực tiếp biến mất năng lực khôi phục của nhục thể hắn kinh người thương thế bình thường đơn giản liền có thể khỏi hẳn nhưng mà theo hắn xâm nhập tiên lôi đánh rơi tổn thương quá nặng bắt đầu xuất hiện từng đạo tiên lôi ở trên người hắn lưu lại miệng vết thương sâu thấy xương thậm chí ngay cả năng lượng trong máu hắn cũng bị lôi đình kinh khủng kia oanh đến chôn vùi không chỉ có như thế đạo quả của hắn cũng bắt đầu bị thương uy lực tiên lôi càng ngày càng mạnh tạo thành thương thế cho nguyên thủy chân tiên đạo quả của hắn cũng không phải thôn phệ năng lượng bên trong tiên lôi có khả năng đền bù chữa trị mà nguyên thủy chứng đạo kiếm cũng bắt đầu bị hao tổn thành chứng đạo kiếm này vốn là dùng tiên tài tiên kim luyện chế mà thành trong đó rất nhiều loại thấp hơn tiên tài tiên kim đã bị lôi đình phá hủy thân kiếm che kín lỗ thủng xem ra ta đạt đến cực hạn của mình không có khả năng tiếp tục tăng lên giang nam ánh mắt chớp động đột nhiên thét dài một quyền oanh qua Năm đấm cùng một đạo tiên lôi va chạm chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ mạnh đạo tiên lôi này lại bị hắn xinh xinh đánh nát giang nam tóc đen phất phới hoặc quyền hoặc trưởng hoặc ấn đem từng đạo tiên lôi đánh rất nổ nát đạo quả chấn động từng đạo đại thần thông kinh thiên động địa từ trong đạo quả bay ra đem tiên lôi như mưa đánh toái cùng lúc đó nguyên thủy chứng đạo kiếm qua lại như điện quay chung quanh hắn bay múa đem tiên lôi mà giang nam cùng nguyên thủy đạo quả không cách nào ngăn lại từng cái chặt đất phai mờ tốc độ của giang nam lập tức sâu sắc nhanh hơn hướng tiên giới phóng đi bầu trời thiên giới vô số tiên nhân tam giới chứng kiến hàng rào tiên giới rốt cục khép lại đem thân ảnh nho nhỏ kia chôn ở trong hàng rào trầm trọng bọn hắn ở dưới nhìn lại chỉ có thể nhìn đến bầu trời thỉnh thoảng có tiên quang sáng lên chiếu sáng bầu trời vô cùng trầm trọng nói rõ người kia như trước còn sống như trước đối kháng tiên kiếp hắn có thể xuyên qua tiên giới hàng rào thành công đến cổ tiên giới sao chắc có thể a à? hắn dù sao cũng là thần duy nhất sử thượng đệ nhất thần đại đế mạnh nhất thế gian này còn không có sự tình hắn làm không được cổ tiên giới đến cùng là cái dạng gì vì sao hắn muốn đi cổ tiên giới ở lại tam giới không phải rất tốt sao hắn ở lại tam giới tam giới thiên đạo liền không cách nào hoàn toàn trở thành tiên đạo thiên đạo tiên đạo không viên mãn tiên nhân cũng không cách nào viên mãn sẽ hạn chế thành tựu của tam giới tiên nhân chư thần hoàng hôn kiếp cũng không cách nào chấm dứt với lâu dài tất nhiên chuyện xấu tái khởi cho nên hắn lựa chọn ly khai hắn không muốn dùng thân phận thần linh can thiệp tiên đạo vận hành trở ngại tiên đạo hoàn thiện hắn chỉ có vứt bỏ hết thảy ly khai tam giới ly khai chúng ta việc lớn không tốt đột nhiên tam giới đại la thiên một mảnh rối loạn một thiên tiên bay ra khí tức dung chuyển tam giới lạnh lùng nói việc lớn không tốt kế đô xâm nhập thiên ngục đem các tội nhân la hầu la cứu đi rồi nhanh chóng triệu tập chư tiên bắt kế đô la hầu la thượng bẩm đạo tổ thượng bẩm đạo tổ kế đô lòng muông dạ thú cướp sạch thiên ngục cướp đi trọng phạm nhanh đi thỉnh mấy tôn thái ất kim tiên có mấy thái ất kim tiên đã đi ra tam giới cái này như thế nào cho phải tam giới chấn động vô số tiên nhân bay ra hoa thanh niên thất diệp phù lê thánh mẫu nguyên quân thi hiên vi tam khuyết hồng đạo nhân quân đạo nhân các loại tồn tại cổ xưa cũng xuất động với quét bọn người kế đô thánh mẫu nguyên quân thậm chí vận dụng luyện thiên đại trận nhưng vẫn là bị bọn hắn chạy thoát đi, không biết tung tích. dù sao, tịch ứng tình, thiếu hư, hạo thiếu quân, nhậm tiên thiên cùng là hoa âm nam đại kim tiên này đã rời đi, hồng đạo nhân, quân đạo nhân gia công không xuất lực, thậm chí âm thầm tương trợ, nội ứng ngoại hợp, hơn nữa kế đô cũng tinh thông luyện thiên đại trận, quy thánh mẫu thi hiên vi khống chế luyện thiên đại trận, nhưng muốn bắt bọn hắn cũng là quá cố hết sức, cũng không lâu lắm kế đô la hầu la xuất lĩnh ba nghìn tiên thể ở trong tam giới mở ba nghìn thế giới mệnh danh là ma giới kế đô lấy ra giang nam ban tặng hai đại chân tiên nguyên khí đến đổ vào ma giới để cho ma giới tản mát ra sinh cơ phồn vinh mạnh mẽ chư tiên đem người đến công kế đô cùng la hầu la xuất lĩnh ba nghìn tiên thể chống lại song phương hỗn chiến cuối cùng hồng đạo nhân quân đạo nhân ra mặt dùng lý do vọng động can qua suy giảm tới người vô tội cùng kế đô la hầu la ký hạ hiệp nghị lẫn nhau không công kích đến tận đây tam giới và ma giới cùng tồn tại mà ở trong lúc này bầu trời còn có lôi đình xéo qua thỉnh thoảng chiếu xạ bầu trời rằng con nửa năm đột nhiên một ngày này lôi đình phóng đại hào quang đem tam giới cùng ma giới chiếu rọi khắp nơi có thể thấy được Oanh! anh bầu trời đột nhiên vỡ ra một cánh tay đứt đánh vỡ bầu trời từ trong tiên giới hàng rào anh ra đón lấy lại có rất nhiều toái cốt thịt nát từ trong hàng rào phá vỡ bay ra những tay đứt cùng toái cốt thịt nát này vạch phá phía chân trời bị liệt hỏa bao lấy rơi vào bên trong tam thập tam thiên tiên giới cùng ma dưới phía dưới càng rơi xuống liền càng lớn đợi cho rơi vào phía trên đại địa quái cốt biến thành từng tòa núi lửa thiêu đốt thần hỏa tái đứt biến thành năm tòa thần phong trực chỉ phía chân trời huyết nhục thì hóa thành thánh địa tràn ngập linh khí giống như tiên cảnh giống như thánh địa hồng đạo nhân quân đạo nhân trong nội tâm kinh hãi trong hàng rào tiên giới đã xảy ra đại biến cố phụ thần hắn cái tay đứt cùng toái cốt kia là thần thể nghiền nát tạo thành dị tượng hiển nhiên giang nam đến nay còn chưa đả thông hàng rào tiên giới ngược lại ở trong hàng rào tiên giới tao ngộ tiên kiếp cực kỳ khủng bố trong tam giới rất nhiều tiên nhân lòng người bàng hoàng khẩn trương chú ý bầu trời chỉ thấy cũng không lâu lắm bầu trời liền có thần huyết chảy ra huyết nhuộm vòng trời thỉnh thoảng còn có gãy xương thịt nát từ phía trên kích xạ mà ra rốt cuộc là cái tiên kiếp gì rõ ràng ngay cả phụ thần tồn tại bực này cũng không cách nào ngăn cản ở bên trong ma giới kế đô nhìn lên bầu trời lẩm bẩm nói cái tiên kiếp này quá hung mãnh nếu đổi lại là ta đi vào chỉ sợ sớm đã chết không có chỗ chôn rồi ở bên trong tam giới hoa thanh niên cũng biến ảo bất định kinh hãi không thôi thì hiên vi càng là tâm loạn như lửa đốt muốn đi vào hàng rào tiên giới chỉ là nàng không có thực lực xuyên qua bầu trời mà ở chỗ sâu nhất trong hàng rào tiên giới giang nam toàn thân là huyết cầm trong tay nguyên thủy chứng đạo kiếm vù vù thở hổn hển nhìn chăm chăm vào phía trước đạo quả của hắn cũng bị hắn ký thác vào nguyên thủy chứng đạo kiếm hiển nhiên hắn đã vận dụng toàn lực chỉ thấy phía trước cách hắn không xa tiên lôi cuồn cuộn ngưng tụ hóa thành một khỏa minh châu nhấp nhô ở bên trong tiên kiếp vậy mà xuất hiện tiên lôi hình thành hư ảnh tiên thiên pháp bảo nghe nói năm đó đế tôn mở cổ tiên giới vì đối kháng tịch diệt kiếp tương lai bởi vậy vận dụng rất nhiều tiên thiên pháp bảo đem tỏa thế giới cao đẳng này gia cố càng thêm vững chắc từ trong trí nhớ của thanh huyền chân tiên cùng tiên cung thái tử tiên thiên pháp bảo số lượng cực kỳ thưa thớt tiên giới đã biết tiên thiên pháp bảo đều khống chế trong tay tiên để cung cùng tiên tôn cung có tất cả tám kiện hai cung mỗi bên bốn cái minh châu là tiên thiên hỗn nguyên châu một trong cổ tiên giới tám đại tiên thiên pháp bảo nhưng thực sự không phải là tiên thiên pháp bảo cường đại nhất bên trong tất cả tiên thiên pháp bảo đã biết cường đại nhất một là nguyên trung do hỗn độn cổ thần khống chế hai là nguyên tháp Do tiên đế cung khống chế, cùng nguyên đỉnh khống chế trong tay tiên tôn cung, bị gọi Tam đại tiên thiên linh bảo. Tam đại tiên thiên linh bảo này, uy lực vô cùng, trấn giết tiên quân cũng không nói chơi. Nghe nói, trong tay đế tôn còn có tiên thiên pháp bảo uy lực càng mạnh hơn nữa, trong tay bất không đạo nhân cũng có bảo vật vượt qua tiên thiên linh bảo, bị gọi tiên thiên chí bảo. Bất quá đáng tiếc chính là, bất không đạo nhân đã chết, đế cùng tôn biến mất, bọn hắn khống chế tiên, thiên chí bảo cũng tự biến mất không thấy gì nữa đã không có tâm hơi, Giang Nam cũng không ngờ rằng mình mạnh mẽ xông tới tiên giới, lại có thể đưa tới tiên lôi ngưng tụ thành hư ảnh tiên thiên hỗn nguyên châu xuất hiện chấn giết mình. Tiên thiên hỗn nguyên châu chính là một trong tiên thiên pháp bảo cơ cấu cổ tiên giới. Giang Nam không có được cổ tiên giới tán thành liền mạnh mẽ xông tới cổ tiên giới, dẫn động tiên kiếp, đã đến chỗ sâu nhất của tiên kiếp, uy lực tiên kiếp liền càng cường, rốt cục bắt đầu xuất hiện bóng sáng tiên thiên pháp bảo. Lúc ấy hắn đang đối kháng tiên kiếp, nguyên thủy chứng đạo kiếm đạo quả và bản thân hắn cùng tiên giới đối chiến tiên thiên hỗn nguyên châu này là ở lúc kia xuất hiện đánh hắn trở tay không kịp cơ hồ tại chỗ nổ nát hắn thậm chí ngay cả đạo quả của hắn cũng cơ hồ bị đánh nát nếu không phải giang nam đã luyện thành nguyên thủy đại đạo hỗn độn nguyên thần bên trong đạo quả cũng tăng lên tới cấp nguyên thủy nguyên thần một lần tập kích kia sẽ để cho hắn thân tử đạo tiêu cho dù tiên thiên hỗn nguyên châu phía trước chỉ là tiên lôi ngưng tụ hư ảnh nhưng uy lực lại đủ để hủy diệt hắn theo lần thứ nhất va chạm đến bây giờ hắn đã cùng tiên thiên hỗn nguyên châu này giao phong mấy mươi lần bị bước đến không thể không cầm nguyên thủy chứng đạo kiếm trong tay đạo quả ký thác vào bên trong chứng đạo kiếm đem thực lực của mình tăng lên tới cực hạn hắn luyện hóa đạo quả của đô thiên cổ thần thực lực tăng lên cực lớn lại trải qua tiên kiếp tẩy lễ so với lúc ở tam giới còn cường đại hơn nhưng mà cùng tiên thiên hỗn nguyên châu hư ảnh va chạm giao phong mấy mươi lần hắn cũng lọt vào trọng thương thân thể bị đánh tan vỡ mấy lần Chút ít toái cốt nhục thịt cùng thần huyết đục lỗ bầu trời tam giới kia, là từ trong cơ thể hắn chảy ra. Rất lâu không có thụ qua thương thế nặng như vậy rồi, ta vậy mà cảm thấy đau. Giang Nam liếm liếm bờ môi, máu tươi khóe miệng có chút ngọt, hắn thậm chí có một ít hưng phấn, cầm kiếm nhìn chằm chằm vào Tiên Thiên Hỗn Nguyên Châu, thấp giọng cười nói: "Đồ thiên đạo hữu cùng ta huyết chiến lâu như vậy, cho dù thân thể ta cũng lọt vào trọng thương, nhưng lại không biết đau, mà bây giờ một hư ảnh hạt châu vậy mà có thể đánh thương ta?" ta vô địch quá lâu, đã quên đau đớn, hiện tại rốt cục lại có thể thể nghiệm đến loại cảm giác này rồi. Tiến về cổ tiên giới, thật sự là một sự tình rất thoải mái. Long cong, trong tay hắn kiếm quang tăng vọt, một kiếm khai nguyên, phảng phất một kiếm này của hắn là vũ trụ nguyên, vũ trụ thủy, hết thảy đều từ trong một kiếm này của hắn tán phát ra, đâm về tiên thiên hỗn nguyên châu. Đây là một kiếm khai nguyên, là hắn tiến vào trong lôi kiếp, lọt vào áp lực trước nay chưa có, làm ra lần thứ nhất đột phá thân, kiếm, đạo quả tam vị nhất thể, hợp lại làm một, khai sáng tam vị nhất thể đại thần thông. Mặc dù là cùng đô thiên cổ thần sinh tử chém giết, Giang Nam cũng không có bị kích phát tiềm lực của mình, đạt được tăng lên trên phạm vi lớn, nhưng ở chỗ này, tiềm lực của hắn bị kích phát, rốt cục khiến cho mình lại về phía trước dào bước tiến lên một bước dài. Gặp được nguy hiểm trước nay chưa có, hắn cảm giác được hưng phấn, hưng phấn đến run rẩy, hưng phấn đến toàn thân huyết dịch vui mừng, đạo quả đang run rẩy. Bạn đang xem Đế Tôn được thuyết minh tại kênh youtube Di các Phim. Truy cập kênh youtube Di Phim để cập nhật những video mới nhất youtube com ecab phim viết liền không giấu nhé. Từ một khía cạnh nào đó mà nói, hắn chính là một cuồng nhân chiến đấu, vô địch tam giới, để cho hắn chưa có cơ hội xuất thủ, bởi vì tam giới thiên địa thật sự quá bạc nhược rồi, chịu không được lực lượng của hắn. Tại tam giới chiến đấu, hắn bó tay bó chân, lo lắng lực lượng của mình quá lớn, quá mạnh mẽ, sẽ phá hủy tam giới không cách nào thỏa thích tách ra chính mình. Mà ở chỗ này, hắn có thể thỏa thích tách ra chiến lược của mình, thỏa thích tăng lên chính mình, cuồng dã đi chiến đấu, bộc phát ra sinh mệnh lực rực rỡ nhất của mình. Một thức đại thần thông khai nguyên này nhất định phải ngưng kết lực lượng thân, kiếm, đạo quả, đem tất cả lực lượng tụ làm một điểm, trong đó chất chứa đạo lý phức tạp đến cực điểm, nhưng ở dưới nguyên thủy đại đạo chủ tính chung hết thảy, phản pháp quy chân, đồng thời lại có vô số loại biến hóa tượng trưng cho vũ trụ từ trong nguyên thủy mở ra tương lai sẽ diễn sinh ra vô số loại khả năng khai nguyên thức nhìn như một kiếm nhưng lại thay đổi liên tục thân kiếm khuất duỗi không gian kiếm ý cải biến thời gian chính là bản thân giang nam lĩnh ngộ tuyệt học mạnh nhất nguyên thủy ba ấn là thần thông bản thân hán mở uy lực tuy mạnh nhưng so với khai nguyên thức còn có chênh lệch không nhỏ bởi vì nguyên thủy ba ấn chỉ là bản thân thúc giục nguyên thủy đại đạo mà khai nguyên thức lại ngưng tụ lực lượng của thân kiếm cùng đạo quả một kiếm này cùng tiên thiên hỗn nguyên châu kịch liệt va chạm quy năng bộc phát trong kiếm quang nguyên một đám thế giới sinh sinh diệt diệt tuần hoàn đền đáp lại chất chứa vô hạn khả năng mà tiên thiên hỗn nguyên châu tuy không lớn nhưng quy lực lại cường hoành đến đáng sợ hỏa minh châu này thông thấu minh châu ẩn chứa tiên thiên chi lực lực lượng tiên thiên liền sinh ra giang nam ở dưới thế công của tiên thiên hỗn nguyên châu không ngừng lui về phía sau mà khai nguyên thức của hắn cũng đang không ngừng đầy đặn không ngừng hoàn thiện giờ khắc này hắn có quá nhiều linh cảm bắn ra hoàn thiện nguyên thủy đại đạo của mình hoàn thiện thần thông hoàn thiện khai nguyên thức của mình có thể nói nếu như hắn ở lại tam giới tu vi có lẽ sẽ tăng trưởng so với lúc trước thâm hậu rất nhiều nhưng mà tầm mắt kiến thức cùng chiến lược sẽ không có tăng lên quá lớn mà bây giờ hắn lại bay vọt khiến cho mình đạt được tiến bộ nhảy vọt rốt cục hắn bắt đầu đứng vững thân hình không hề lui về phía sau kiếm quang tung hoành tinh khí thần của hắn tăng lên tới đỉnh phong trước nay chưa có vi năng nguyên thủy chứng đạo kiếm trong tay hắn cũng đang dần dần tăng lên cùng tiên thiên hỗn nguyên châu địa vị ngang nhau kiếm quang như chuyên tuyệt bút chỉ trích tứ phương kích ngang đại khí bàng bạc để cho hắn thỏa thích huy sái thỏa thích tách ra đinh 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 kiếm quang đâm thủng uy năng vô tận rơi vào trên bản thể tiên thiên hỗn nguyên châu chém vỡ từng đạo tiên giới lôi quang giang nam thét dài hăng hái vững bước tới gần đột nhiên một kiếm chém xuống Tiên thiên hỗn nguyên châu oanh một tiếng nổ tung, vô số đạo lôi quang ẩn chứa các loại tiên thiên phủ văn sụp đổ tán đi. Tất cả đều tới a. À. Giang Nam hít vào một hơi thật dài, lôi quang cuộn cuộn chạy tán chen chúc mà đến, điên cuồng hướng trong miệng hắn chui vào. Trong khoảng khắc, tất cả lôi quang bị hắn quét ngang không còn. Giang Nam buông tay, xếp bằng màng ngồi, nguyên thủy chứng đạo kiếm bay lên, xoay quanh đỉnh đầu của hắn, đem từng đạo tiên lôi đánh rất chảm toái, bảo vệ nhục thể của hắn để cho hắn không bị tiên giới quấy nhiễu tâm thần. Hắn ở chỗ này ngồi xuống là mấy tháng, lúc bắt đầu còn có thể chứng kiến vô số lôi quang ở trong cơ thể hắn tích động, phá hư, muốn đem hắn phá hủy, nhưng mà càng về sau, chỉ thấy những lôi quang hỗn loạn kia dần dần trở nên phục tùng, dần dần cô động, hướng trong bụng hắn tụ lại. Ở bên trong bụng của hắn, lôi quang thỉnh thoảng chiếu thấu ra, ẩn ẩn có thể chứng kiến, lôi quang hóa thành một khỏa minh châu. Minh châu từ từ đi lên, bất trì bất giác đi vào cổ họng của hắn, Giang Nam Hầu kết nhấp nhô, há miệng nhổ ra, một quả tiên thiên hỗn Nguyên Châu từ trong miệng hắn bay ra. Nguyên Thủy chứng đạo kiếm rơi xuống, tiên thiên hỗn Nguyên Châu bay lên, nghênh tiếp tiên lôi không ngừng đánh rớt. Vô số đạo tiên lôi đánh vào phía trên quả tiên thiên hỗn Nguyên Châu này, nhưng không cách nào dung chuyển khỏa hỗn Nguyên Châu kia mảy may, ngược lại để cho tiên thiên hỗn Nguyên Châu không ngừng lớn mạnh. Giang Nam, như trước ngồi xếp bằng, nhắm mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ, sở dĩ uy năng tiên lôi cường đại, chủ yếu là bởi vì tích chứa tiên giới đại đạo tiên thiên hỗn nguyên châu hấp thu đại đạo bên trong những tiên lôi này để cho hắn cũng lấy được chỗ ích không nhỏ đã qua thật lâu uy năng của tiên thiên hỗn nguyên châu đạt đến mức tận cùng giang nam tâm niệm vừa động sau đầu bay lên một đạo thần luân thần luân chuyển động tiên thiên hỗn nguyên châu bay tới hóa thành một đạo tiên thiên chi khí dùng nhập đến bên trong thần luân giang nam đứng dậy thần luân sau đầu nhẹ nhàng xoay tròn một đạo tiên thiên hỗn nguyên châu đánh ra hủy diệt vô số tiên lôi kinh người vô cùng. Tốt, tốt, một thức tiên thiên hỗn nguyên thần thông này, bá đạo vô cùng, để cho ta vất vả, cuối cùng không có ổng phí. Lúc này đây đánh xuyên qua lôi kiếp, giết đến tận tiên giới, lại thêm mấy phần nắm chắc. Hắn mừng rỡ trong lòng, cất bước tiến lên, tiếp tục đỉnh lấy tiên kiếp hướng cổ tiên giới xuất phát. Cũng không lâu lắm, sắc mặt Giang Nam lần nữa trở nên vô cùng ngưng trọng, ở trước mặt hắn xuất hiện một tòa lôi trì, lôi trì rộng lớn bát ngát. Cái tòa lôi trì này, thuần túy là tên lôi tạo thành hoành ở trước mặt của hắn chiều dài không thể đo lường đem chọn cổ tiên giới bao vây lại đoạn đi đường tới của hắn một tòa lôi trì bao phủ cả tiên giới mà ở trong lôi trì tiên quang dung truyền như là nước chảy dần dần tạo nên rung động trung tâm rung động lôi quang ngưng tụ chỉ thấy một kiện tiên thiên pháp bảo hư ảnh từ đáy lôi trì chậm rãi hiển hiện đây là một đài sen cánh sen bày biện da đỏ tía xanh vàng bạch ngũ sắc phía dưới là lá sen màu xanh bên trong đài sen có bổng lỗ phun ra từng đạo tiên thiên chi khí đài sen ngũ sắc thập nhị phẩm đúng là tiên thiên ngũ sắc liên bên trong tám đại tiên thiên pháp bảo mà đế cùng tôn xây dựng cổ tiên giới hư ảnh tiên thiên ngũ sắc liên ở trong lôi chỉ cấu tạo đi ra đột nhiên bên trong rung động khác một cây đại thương thẳng tắp chậm rãi trồi lên mặt nước lôi trì chùm tua đại thương màu đỏ phiêu đáng, thân thân bày biện ra hình dáng mắc tiết chia làm 24 tiết từng sợi hỗn độn tự nhiên từ trên thân thương chậm rãi bay xuống như mộng như ảo phảng phất liếc mắt nhìn sẽ lâm vào trong mộng cảnh mê ly thất thần khoái mắt giang nam nhảy lên thoáng một phát tiên thiên tị ma thương hư ảnh bên trong tám đại tiên thiên pháp bảo xuất hiện lôi trì không ngừng dung chuyển ở bên trong nhiều đóa rung động hiện ra từng kiện từng kiện tiên thiên pháp bảo hư ảnh có tạo hóa chi môn phong cách cổ xưa hùng vĩ có lôi quang tạo thành ngọc thụ có hỗn độn tiên thiên thần đang chiếu sáng lờ mờ có tên thiên kim long giản vô cùng rầm rộ cuối cùng một quan tài đen kỳ dựng thẳng lấy từ trong lôi chỉ chậm rãi bay lên khóe mắt sang nam run run hắc quan tài này nghe nói là tiên thiên pháp bảo tiếp cận tam đại tiên thiên trí bảo nhất trước khi thiên địa không khai mở trong hỗn độn có sinh linh vô cùng cường đại bị chôn ở trong hắc quan trong hắc quan chôn cất vị tồn tại này bên trong dựng sinh ra vô tận oán khí cùng tai nạn nếu sốc lên hắc quan oán khí cùng tai nạn bên trong tràn ra ngay cả chân tiên tiên vương cũng bị hóa thành nước mù bởi vậy cái hắc quan này gọi là tiên thiên ôn đế quan đã đủ rồi giang nam không lùi mà tiến tới vừa sải bước ra nhảy vào lôi trì một cước dẫm phía trên tiên thiên ôn đế quan sức nặng toàn thân đè xuống để cho khẩu hắc quan này không cách nào từ trong lôi trì bay lên đến đây đi giang nam quát lớn kiếm quang bay lên tung hoành tích hạp nghênh tiếp đánh tới sáu đại tiên thiên pháp bảo hư ảnh hôm nay nhìn xem rốt cuộc là các ngươi đem ta đánh chết trong lôi trì hay là ta giết đến tận tiên giới tiên giới chấn ngục biên thủy đột nhiên ngọc kinh tiên quân sở thiết kết giới ở dưới chấn ngục chấn động rất nhỏ nguyên bạch tiên nhân phụ mệnh chấn thủ chấn ngục kết giới trong nội tâm khẽ nhúc nhích phóng mắt nhìn đi chỉ thấy một nữ tiên đạo cốt tiên phong phiêu nhiên xuất thế cất bước đi ra chấn ngục kết giới nữ tiên kia mỹ mạo động lòng người đẫy đà mà không mập tiêu thái nhanh nhẹn như kinh hồng thần thái làm lòng người kính phục tư thế hiên ngang oai hùng chưa phát giác ra làm cho nguyên bạch tiên nhân sinh ra vài phần hảo cảm hảo cảm quy hảo cảm nhưng trong lòng nguyên bạch tiên nhân buồn bực ta phụng mệnh trấn thủ trấn ngục kết giới đã có hơn một tỷ năm tiên nhân chư thần lui tới đều cần phải đi qua chỗ ta mới có thể tiến nhập trong trấn ngục kết giới lịch lãm rèn luyện vị nữ tiên này rốt cuộc là khi nào vào đúng rồi trước đó không lâu trấn ngục kết giới chấn động rất nhỏ ta suy đoán có người tiến vào kết giới Chẳng lẽ nói vị nữ tiên này là khi đó tiến vào sao? Về trước đó không lâu chấn ngục kết giới chấn động, hắn đã thông chi Ngọc Kinh tiên quân, Ngọc Kinh tiên quân mệnh hắn thủ ở chỗ này, nghiêm mật giám sát và điều khiển. Chứng kiến nữ tử mỹ mạo này, nguyên bạch tiên nhân trần chờ một chút, thầm nghĩ. Ngọc Kinh tiên quân để cho ta chấn thủ nơi này là để phòng hỗn độn cổ thần từ nơi này lẫn vào tiên giới, cô gái này rõ ràng là tiên nhân, không cần thông báo Ngọc Kinh tiên quân đi à nha. Bất quá lai lịch của nàng, ta cũng muốn lên tiếng hỏi rõ. Hắn đang muốn tiến đến hỏi, đột nhiên trong trấn ngục kết giới lại, có mấy người đi ra, cầm đầu chính là một nam tử ngọc thụ lâm phong, phong thần tuấn lãng, làm cho người xem qua khó quên, sau lưng là một thiếu niên tiên nhân, phiêu giật xuất trần, khắp cả người tiên quang lượn lờ, cực kỳ kinh người, dĩ nhiên là một tiên thể. Còn có một người cũng là một thiếu niên tiên nhân, tự nhiên liền có một loại đế hoàng chi khí, uy nghiêm thâm trầm, người cuối cùng là một thiếu niên yêu tiên, mi tâm mọc ra một khỏa mắt dọc trong mắt dọc lộ ra tiên uy khủng bố nguyên bạch tiên nhân hãi hùng khiếp vía càng xem năm người này càng cảm thấy năm người này phi thường lợi hại tu vi thực lực vô cùng thâm hậu hơn nữa năm người này tu luyện tiên đạo tất cả không giống cùng tiên nhân lúc trước hắn bái kiến so sánh càng là có một loại hàm xúc thú vị khác chẳng lẽ là đại lão trong tiên giới bí mật bồi dưỡng được năm vị tài tuấn tuổi trẻ trước đó không lâu lần chấn ngục kết giới dung chuyển kia nhất định là vị tiên giới đại lão kia làm ra Nguyên Bạch Tiên Nhân tiến lên, chắp tay thi lễ, cười nói: Năm vị Tiên Hữu, Nguyên Bạch Hữu lễ. Năm người này đúng là Tịch Ứng tình, Thiếu Hư, Hạo Thiếu Quân, Nhậm Tiên Thiên cùng là Hoa Âm. Mượn Thi Hiên vì Trấn Ngục giới biên nhập cư trái phép đến Trấn Ngục, lại ở trong Trấn Ngục lịch lãm rèn luyện hơn nửa năm, vơ vét một đám bảo bối rất lớn trong Trấn Ngục, lúc này mới tiến vào Tiên giới. Tịch Ứng tình ánh mắt chớp động, đi đầu hoàn lễ, cười nói: Tiên Hữu, Hữu lễ rồi nguyên bạch tiên nhân thấy hắn tao nhã rất dễ nói chuyện không khỏi yên lòng cười nói tiên hữu các người là từ chỗ nào mà đến khi nào tiến vào trấn ngục xin hỏi sau lưng các ngươi là vị tiên phương hoặc là tiên quân nào là khoa âm sắc mặt biến hóa sắc mặt bất thiện nói ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì nguyên bạch tiên nhân ngẩn ngơ kiên nhẫn nói ta phụng ngọc kinh thiếu hương nghiêm mặt nói ngươi phát hiện cái gì nguyên bạch tiên nhân vội vàng nói ta cái gì cũng không có phát hiện, ta chỉ là hỏi. Người đang dò xét nội tình của chúng ta. Sắc mặt hạo thiếu quân cũng thay đổi, trầm mặt nói. Nguyên bạch tiên nhân tranh luận nói. Ta là phụ mệnh làm việc. Nhậm tiên thiên quát. Phụ mệnh làm việc, chúng ta nhất định bị phát hiện rồi, đánh hắn. Là khoa âm dẫn đầu động thủ, thiếu hư, hạo thiếu quân cùng nhậm, tiên thiên một loạt lên xuống. Nguyên bạch tiên nhân tuy đã tu thành tiên nhân trên triệu năm, nhưng sống an nhàn sung sướng, một mực chấn thủ chỗ này cơ hội cùng người giao thủ tôi luyện quả thực không nhiều lắm ở đâu là đối thủ bốn vị thế hệ hồ lang này còn chưa kịp phản kháng liền bị phóng ngã xuống đất bốn người bạo đánh hắn một trận tịch ứng tình nhức đầu liên tục khuyên giải là hoa âm vẫn là tiến lên cởi ra tiên bào trên người nguyên bạch tiên nhân tháo tiên lý tiên quan xuống hết thảy coi trở thành bảo bối của mình chỉ chừa cho hắn cái quần lót lúc này mới cảm thấy mỹ mãn bốn người bạo đánh hắn một trận tịch ứng tình nhức đầu liên tục khuyên giải là hoa âm vẫn là tiến lên cởi ra tiên bào trên người nguyên bạch tiên nhân tháo tiên lý tiên quan xuống hết thảy coi trở thành bảo bối của mình chỉ chừa cho hắn cái quần lót lúc này mới cảm thấy mỹ mãn quá yếu thiếu hư lắc đầu quay người đi đến hạo thiếu quân gật đầu nói thật sự quá yếu tồn tại như vậy ta có thể đánh mười cái nhậm tiên thiên thần sắc tiêu điều, điều thở dài nói thật là yếu thắng không chút vinh Tịch ứng tình lắc đầu nói. Các ngươi không hậu đạo à, không nên khi dễ người như vậy, còn có sư muội, người ta yếu như vậy, ngươi còn đọt quần áo của người ta, nếu như không phải ta ngăn cản, ngươi ngay cả quần lót của người ta cũng bới, ngươi là nữ hài tử, như thế nào có thể như thế? Là Hoa âm cười lạnh nói. Hắn dò xét nội tình cầu chúng ta, không đoạt hắn đoạt ai, nếu đổi thành tiểu giang tử, ngay cả quần lót hắn cũng bới, còn có thể sưu tầm tử phủ của hắn, đem bảo bối bên trong tử phủ hắn đều vét sạch, ta đã xem như nhân hậu rồi phía sau bọn họ nguyên bạch tiên nhân rơi lệ đầy mặt lẩm bẩm nói ta rất yếu sao ta chọc ai gây ai rồi hả tịch ứng tình buồn rầu vạn phần trong nội tâm chỉ cảm thấy có chút tiền đồ không ổn khó trách tử xuyên không muốn mang theo chúng ta nguyên lai like mấy gia hỏa này đều là loại bốn phía gây chuyện năm người dần dần từng bước đi đến thanh âm mơ hồ chuyển đến tử xuyên có lẽ cũng đến tiên giới đi à nha chúng ta chậm trễ hơn nửa năm tiểu tử này mạnh như vậy cường tráng giống như ngưu nhất định nhanh hơn chúng ta hắn nếu có thể đánh xuyên qua cũng là hành động vĩ đại chưa từng có ai rồi tiên giới hàng rào trong lôi trì giang nam một mình đứng phía trên tiên thiên ôn đế quan trấn áp hắc quan này uy lực của nguyên thủy chứng đạo kiếm ở trong tay hắn đã tăng lên tới cực hạn Quy lực khai nguyên nhất thức cũng bị hắn thôi phát đến mức tận cùng dùng chiến lược của hắn hôm nay nếu như lại đi cùng đô thiên cổ thần đấu chỉ sợ đô thiên ngay cả một kích của hắn cũng không cách nào tiếp được nhưng mà hiện tại giang nam đối mặt sáu đại tiên thiên pháp bảo hư ảnh vây công chẳng những mình đầy thương tích thậm chí ngay cả trong miệng cũng có máu tươi không ngừng phun ra sáu đại tiên thiên pháp bảo công kích thật sự quá mãnh liệt rồi nếu chỉ có một kiện tiên thiên pháp bảo hư ảnh hắn chiến thắng không khó nhưng sáu kiện thêm cùng một chỗ liền vừa ra khỏi phạm vi hắn thừa nhận tiên thiên ngũ sắc liền công kích đạo quả của hắn mặc dù đạo quả của giang nam ký thác vào bên trong nguyên thủy chứng đạo kiếm cũng bị áp chế đến vận chuyển không như ý tiên thiên tị ma thương công kích tinh thần cùng thân thể của hắn cái tiên thiên pháp bảo hư ảnh này mỗi nhất kích đều tựa như ảo mộng nếu tinh thần không được rất dễ dàng rơi vào bên trong mộng cảnh đại mộng thiên thu một ngủ là ngàn năm ở loại địa phương nguy hiểm này đừng nói ngủ say coi như là thất thần cũng chết không có chỗ chôn hơn nữa cán đại thương này công kích đối với thân thể cũng rất mãnh liệt coi như là dùng cường độ thân thể của giang nam nếu bị đâm trúng thân thể bất tử cũng bị bới ra lấp ra mà con đường tạo hóa chi môn công kích thì là tọa chấn trong lôi trì môn hộ mở ra tiên lôi cuồn cuộn chảy vào bên trong tạo hóa chi môn hóa thành tiên thú lao nhanh chen chúc đánh tới mỗi một đầu tiên thú thực lực cũng có thể so sánh chân tiên hơn nữa là tiên lôi xây dựng thân thể mặc dù bị đánh nát cũng chỉ là hóa thành lôi quang giết không bao giờ hết vô cùng vô tận tiên thiên linh căn công kích thì lộ ra rất quy củ không có nhiều thủ đoạn để cho người khó lòng phòng bị như vậy tiên thiên linh căn này chính là một cây ngọc thụ trong hỗn độn sinh ra ngọc thụ một soát đạo đạo hào quang đập vào mặt như rồng như mãng xảo sát mà đến uy lực cũng cực kỳ cường đại không kém gì hư ảnh tiên thiên pháp bảo khác bất quá gốc tiên thiên linh căn này còn có một chiêu vậy thì âm tả rất nhiều rồi giang nam hơi không xem xét kỹ bị dễ cây gốc tiên thiên linh căn này xoán tới ối trao cắm vào bên trong thân thể lập tức cảm giác được một thân tinh khí máu tươi phi tốc rút đi cơ hồ bị hấp thành người khô may mắn nguyên thủy chứng đạo kiếm chặt tuyết những rễ cây kia nếu không hắn tất nhiên bị hủy dưới cây quỷ này về phần tiên thiên thần đăng thì là một đóa dị hỏa dị hỏa lắc lư đủ loại hỗn độn cổ thú do hỗn độn dị hỏa tạo thành hung mãnh đập ra tuy số lượng không bằng tạo hóa chi môn biến thành tiên thú nhưng những hỗn độn cổ thú này chiến lược càng mạnh hơn nữa hơn nữa hư ảnh tiên thiên thần đã này thỉnh thoảng ánh lửa đại tác trong lửa hiện ra một cái đầu cực lớn một mảnh tuyết trắng không có lông tóc không có tai miệng mũi chỉ có một con mắt độc nhãn mở ra là một đạo hào quang sáng như tuyết bắn ra mấy lần đem giang nam đánh thành trọng thương mà tiên thiên kim long giản công kích thì là một cái đứng đầu trong sáu kiện tiên thiên pháp bảo hư ảnh thủ đoạn công kích của tiên thiên pháp bảo hư ảnh này không có thay đổi liên tục như pháp bảo khác thủ đoạn của nó chỉ có hai loại một cái là nện lực lượng vô cùng trầm trọng hung dữ nện xuống cổ lực lượng này thậm chí siêu việt lực lượng bản thân giang nam nện đến thân thể hắn nhức mỏi nện đến hắn thổ huyết một loại thủ đoạn khác là khóa tiên thiên kim long giản có thể hóa thành một sợi dây màu vàng quay quanh trên người giang nam gắt gao khóa hắn lại để cho hắn không cách nào nhúc nhích không ngừng nắm chặt giang nam thi triển tất cả vốn liếng thần luân sau đầu điên cuồng chuyển động tiên thiên hỗn nguyên châu nguyên thủy ba ấn như mưa anh ra nhưng vẫn khó kéo xu hướng suy tàn. Trên người hắn không ngừng có huyết nhục bị đánh bay tứ tung, có toái cốt từ trong cơ thể ối trao bắn ra, máu tươi của hắn thậm chí nhuộm hồng cả lôi trì phạm vi hơn nghìn dặm. Hắn không thể di động bước chân tránh né sáu đại tiên thiên pháp bảo hư ảnh công kích, bởi vì dưới chân hắn còn chân áp lấy một tiên thiên ôn đế quan, trong khổ hắc quan này chuyển đến năng lượng càng ngày càng mạnh, không ngừng đối kháng hắn áp bách, muốn chân hắn tung bay từ trong lôi trì đi ra sáu đại tiên thiên pháp bảo hư ảnh đã khủng bố như thế đem giang nam bước đến loại tình cảnh này nếu như tiên thiên ôn đế quan uy năng tiếp cận tiên thiên chí bảo trồi lên lôi trì như vậy một trận chiến này cũng không cần đánh nữa trực tiếp khoanh tay chịu chết là được rồi tiên thiên ôn đế quan chấn động càng ngày càng mạnh bộ vị trồi lên lôi trì ngày càng nhiều mặc dù giang nam dẫn dắt sáu đại tiên thiên pháp bảo hư ảnh khác công kích đến chấn áp nhưng vẫn là dần dần có chút chấn áp không được đột nhiên tiên thiên kim long giản hóa thành một sợi hỗn độn trường tiên lắc đầu vẫy đưa vào tới muốn đem hắn khóa cầm cổ giang nam nháo một cái đầu lâu càng lúc càng lớn trong khoảng khắc đầu lâu của hắn liền trở nên lớn như một tiểu thế giới của tam giới mở cái miệng rộng hút đi đem tiên thiên kim long giản một ngụm hút vào trong bụng tiên thiên kim long giản ở trong bụng hắn phiên giang đảo hải cắn nát ngũ tạng lục phủ cùng lúc đó tiên thiên ngũ sắc liên tiên thiên tị ma thương nam đại tiên thiên pháp bảo hư ảnh ngay ngắn oanh xuống giang nam đột nhiên thu tay lại buông tha cho chống cự chỉ nghe một tiếng ẩm vang nổ mạnh năm đại tiên thiên pháp bảo hư ảnh tính cả tiên thiên kim long giàn cùng một chỗ nổ nát tiên thiên kim long giàn hư ảnh bị năm đại tiên thiên pháp bảo hư ảnh khác đánh nát hóa thành mảnh vỡ tiên lôi cuồn cuộn cùng tiên thiên pháp bảo hư ảnh này chung một chỗ nghiền nát còn có giang nam thân thể hắn chẳng những nát bấy thậm chí ngay cả tử phủ cũng bị oanh nổ bung rất nhiều bảo vật bên trong tử phủ nhao nhao trụy lạc ngã vào trong lôi trì tất cả sưu tầm của giang nam ở trong lôi chỉ nát bấy chỉ có dàn dây hồ lô không có chôn vùi bên trong tiên lôi chứ lần đó ra còn có một quả tiên trứng ở trong lôi chỉ trôi nổi tiên trứng này là trước khi chư thần hoàng hôn kiếp tới hậu thổ tiên vương ban bảo vật cho giang nam có thể thai ngén ra tiên thú bởi vì giang nam lo lắng hậu thổ tiên vương ở trong tiên trứng giấu giếm bố trí cho nên một mực để ở trong tử phủ không để ý đến hôm nay cái tiên trứng này ngã vào bên trong lôi trì vậy mà thôn vệ năng lượng bên trong lôi trì đem từng sợi tiên lôi lặng lẽ hút vào trong trứng tiên thiên hậu thiên đều là nguyên thủy tiên thiên kim long giản ngươi cũng tới hóa thành nguyên thủy đại đạo của ta cho dù giang nam bị oanh toái nhưng còn có một đạo đại đạo không toái đạo đại đạo này đúng là nguyên thủy đại đạo trải qua hán thiên truy bách luyện trong nguyên thủy đại đạo chuyển đến thanh âm của giang nam đón lấy lực hút khủng bố chuyển đến phảng phất bên trong nguyên thủy đại đạo có một đầu quái thú vô cùng khủng bố há miệng nuốt trôi thiên địa đem tiên lôi hút vào bên trong nguyên thủy đại đạo cùng lúc đó nguyên thủy chứng đạo kiếm chấn động không ngớt cùng với năm đại tiên thiên pháp bảo khác kịch liệt va chạm đem lôi trì nhấc lên sóng cồn ngập trời một đạo nguyên thủy đại đạo kia quét ngang tất cả mảnh vỡ tiên lôi rất nhanh thân thể giang nam khôi phục như trước một cước dẫm ở phía trên tiên thiên ôn đế quan ở một cái chớp mắt ngắn ngủn này tiên thiên ôn đế quan đã bay lên một mảng lớn cơ hồ muốn triệt để trồi lên lôi trì cũng may ta binh đi hiểm chiêu cuối cùng không có đe mệnh vứt bỏ Giang Nam âm thầm đổ mồ hôi lạnh, vừa rồi sở dĩ, hắn như vậy chính là binh đi hiểm chiêu, dùng thân thể thôn phệ tiên thiên kim long giản hư ảnh, mượn nhờ năm đại tiên thiên pháp bảo khác nổ nát tiên thiên kim long giản, mượn cơ hội đem tiên thiên pháp bảo hư ảnh này luyện hóa, dung nhập đến bên trong nguyên thủy đại đạo. Nếu thành công, thực lực hắn liền tái tiến một bước, nhiều ra một loại đại thần thông phi thường lợi hại. Nếu không thành công, thân thể hắn bị phá, tiên thiên ôn đế quan thoát khốn, chỉ sợ ngay cả nguyên thủy chứng đạo kiếm cũng sẽ bị đánh nát bấy, đạo quả đã không chỗ ký thác, như vậy hắn liền thật là thân tử đạo tiêu rồi. Mà nếu như không mạo hiểm như vậy mà nói, cũng chỉ còn đường chết, bởi vì đối chiến xuống dưới mà nói, hắn sớm muộn sẽ bị sáu đại tiên thiên pháp bảo hư ảnh mài từ từ cho đến chết. Cũng may, hắn mạo hiểm thử một lần, bắt lấy một đường sinh cơ này, rốt cục đạt được cơ hội lật bàn. Thiếu đi một kiện tiên thiên kim long giản hư ảnh, để cho áp lực của hắn đại giảm, hơn nữa tiên thiên kim long giản hư ảnh bị hắn không ngừng luyện hóa trong đầu hắn cấu tạo cái tiên thiên trí bảo này dần dần rõ ràng tri thức như biển như uyên dũng mãnh vào trong đầu của hắn lúc hắn luyện hóa tiên thiên hỗn nguyên châu hư ảnh liền được đến vô tận chỗ tốt để cho nguyên thủy đại đạo tái tiến một bước đạt được tăng lên xa xỉ mà bây giờ nguyên thủy đại đạo của hắn còn đang không ngừng phát triển hắn ứng phó nam đại tiên thiên pháp bảo hư ảnh khác đã không hề chật vật như vậy mặc dù sẽ bị thương nhưng không đến mức chí mạng mà theo thời gian chuyển rời, Giang Nam luyện hóa hấp thu tiên thiên kim long giản hư ảnh càng nhiều, thực lực liền càng cường, miệng vết thương liền càng ít. Nếu có thể đem tiên thiên ngũ sắc liên, các tiên thiên pháp bảo hư ảnh hết thảy hấp thu luyện hóa, nguyên thủy đại đạo của ta thế tất có thể lại để thăng một bậc thang, nguyên thủy đại đạo có thể chính thức đứng vào hàng ngũ chân tiên. Tuy Giang Nam đã luyện thành nguyên thủy đạo quả, nhưng ở cảnh giới này cũng chưa vững chắc, hắn tu thành đạo quả có chút mưu lợi, không có đi chứng đạo thành tiên lại chứng con đường chân tiên mà là luyện hóa chân tiên đạo quả đến chửa nuôi đạo quả của mình cái này để lại tai hại rất lớn cảnh giới bất ổn chỉ là một cái trong số đó còn một điều cái kia chính là chất lượng nguyên thủy đại đạo không cao nguyên thủy đại đạo của hắn chủ yếu có tiên đạo bất không tịch diệt tam đệ hệ thống này tuy luyện thành tiên đạo bất không tịch diệt tam vĩ nhất thể nhưng mà cấp bậc nguyên thủy đại đạo vẫn là tiên cấp cũng không tăng lên tới cấp bậc chân tiên bất quá Lần này trong tiên kiếp xuất hiện tám đại tiên thiên pháp bảo hư ảnh, tích chứa giải thích đại đạo vô tận, bao hàm toàn diện giang nam cùng những pháp bảo hư ảnh này giao thủ, liền phát hiện trong những pháp bảo này, bao hàm toàn lại hệ thống của mình, không chỉ có tích chứa tiên nhân tiên đạo, còn có hỗn độn cổ thần bất không đại đạo. Càng thêm mấu chốt chính là, hắn còn cảm ứng được khí tức tịch diệt đại đạo, nhất là ở bên trong tiên thiên ôn đế quan dưới chân hắn kia, khí tức tịch diệt đại đạo càng đậm. Có thể thấy được tịch diệt đại đạo ở lúc tiên thiên cũng đã tồn tại chỉ sợ tồn tại chế tạo động uyên kia đến nay còn sống trên đời giang nam thầm nghĩ trong lòng bởi vì hắn cử chỉ mạo hiểm tiên thiên ôn đế quan suýt nữa thoát ly hắn chấn áp chấn động càng phát ra kịch liệt mấy lần suýt nữa đánh bay hắn ra ngoài giang nam hết sức chăm chú hắn vẫn không thể buông lòng cảnh giác nếu hơi không cẩn thận bị tiên thiên ôn đế quan này thoát ly hắn chấn áp mình vất vất vả vả dốc sức liều mạng mới đổi lấy ưu thế sẽ không còn sót lại chút gì bạn đang xem Đế Tôn được thuyết minh tại kênh youtube Di các Phim. Truy cập kênh youtube Di Cắp Phim để cập nhật những video mới nhất youtube com ecab phim viết liền không giấu nhé. Không chỉ có như thế, tiên thiên ôn đế quan hung hãn như thế, thoát ly trấn áp mà nói là từ kỳ của hắn. Rốt cục, tiên thiên yếm ma thương bị hắn nổ nát, hấp thu nhập vào cơ thể, lại qua hơn 10 ngày, Giang Nam bắt lấy rễ cây tiên thiên linh căn, đem gốc ngọc thụ này chia dạy đánh bại. Hấp thu hai đại tiên thiên pháp bảo hư ảnh này, nguyên thủy đại đạo của hắn đột nhiên tăng mạnh khoảng cách chân tiên cấp đại đạo càng ngày càng gần tu vi thực lực càng tăng cường hung hãn cũng không lâu lắm hắn luyện hóa tiên thiên thần đăng lại chộp tới tạo hóa chi môn hết thảy luyện hóa công kích hắn chỉ còn lại có tiên thiên ngũ sắc liên cái tiên thiên pháp bảo hư ảnh này tiên thiên ngũ sắc liên uy lực cũng không thể được cho nổi tiếng nhưng mà lực phòng ngự lại mạnh nhất trong rất nhiều tiên thiên pháp bảo giang nam mấy lần muốn đánh bại pháp bảo hư ảnh này đều không có làm được nếu có thể hấp thu luyện hóa đóa đài sen này, lực phòng ngự nhục thể của ta nói không chừng liền có thể tăng lên tới loại cấp độ như Đô Thiên Cổ Thần kia." Ánh mắt Giang Nam chớp động, chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Tiên Thiên Ngũ Sắc Liên, mà vào lúc này, Tiên Thiên Ôn Đế Quan đột nhiên kịch liệt lắc lưu thoáng một phát, cơ hồ nhấc hắn bay ra ngoài. Giang Nam vội vàng ổn định thân hình, chỉ thấy khẩu hắc quan này lại tự trồi lên mặt nước một đoạn. Soạt xoẹt, trong Tiên Thiên Ôn Đế Quan truyền đến thanh âm, làm cho da đầu người run lên đắp hắc quan dựng thẳng lên vậy mà mở ra một đường một cổ hắc phong kinh khủng từ trong hắc quan thổi tới vô tận oán khí cùng tai nạn chi phong thổi qua hai chân giang nam nhục thể của hắn là cường đại cỡ nào nhưng ở dưới cổ hắc phong này quét giang nam chỉ cảm thấy năng lượng trong hai chân mình phi tốc xói mòn làn ra hai chân của hắn bắt đầu héo rũ thần tiên sáng bóng hàm đạm hai cái đùi lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khô quát xuống làn da hư thối máu màu đen chảy ra cơ bắp cũng bắt đầu ăn mòn âm độc như vậy trong lòng của hắn cả kinh chỉ thấy trong hoác quan một bàn tay khô gầy như củi đột nhiên bắt lấy nắp quan tài tiếng cười khủng bố âm trầm quái dị từ trong quan tài truyền đến chuyện gì xảy ra chẳng lẽ lúc đấy cùng tôn chế tạo tiên giới đem ôn đế từ trong hỗn độn sinh ra đời cũng tế lên cùng một chỗ vững chắc tiên giới hay sao chuyện tiên kiếp này dẫn động tám đại tiên thiên pháp bảo hư ảnh chính là vì tám đại tiên thiên pháp bảo này tham dự xây dựng cổ tiên giới tiên kiếp bộc phát dẫn động lực lượng tiên thiên pháp bảo mà ở bên trong khổ hắc quan này thậm chí có một bàn tay điều này nói rõ lúc đế cùng tôn chế tạo tiên giới hoàn toàn chính xác đem hỗn độn ôn đế cùng một chỗ tế lên cộng đồng xây dựng cổ tiên giới ra đầu giang nam run lên bất chấp công kích tiên thiên ngũ sắc liên thần luân sau đầu một chuyến liền có vô số đạo thần thông như mưa rơi xuống đánh vào trong hắc quan thần luân của hắn vù vù chuyển động thần thông từ trong thần luân phún dũng nguyên thủy đại là ấn nguyên thủy bất không ấn nguyên thủy tịch diệt ấn tiên thiên hỗn nguyên châu tiên thiên yếm ma thương tạo hóa chim môn tiên thiên thần đăng tiên thiên linh căn tiên thiên kim long giản chỉ cần là thần thông uy năng cường đại hết thảy đều nện đi xuống kiếm đến giang nam bắt lấy nguyên thủy chứng đạo kiếm hướng trong quan tài một hồi đoạn chọc giang giác bàn tay trong hắc quan rốt cục rụt trở về quan tài khép kín bất quá trong quan tài lại truyền đến một tiếng cười khạc khạc quái dị đâm vào màng nhĩ của hắn bất không ha, ha ha bất không người rốt cục xuất hiện à nguyên lai like ngươi người cũng chuyển thế hắc hắc rất tốt rất tốt ta chở người đã lâu một cổ lực lượng to lớn cao ngạo đột nhiên xuyên thấu hàng rào tiên giới trùng trùng điệp điệp hạ xuống nhảy vào trong lôi trì vườn quanh tiên giới lôi trì gào thét bành trướng nhấc lên sóng cồn ngập trời cuồn cuộn tiên lôi phún dũng ở dưới cổ lực lượng cường đại kinh khủng kia thúc giục gào thét hướng hắc quan dưới chân giang nam chui vào tiếng cười trong quan tài càng ngày càng vang dội càng ngày càng âm trầm mà tiên giới lôi trì dung chuyển cũng càng phát ra kịch liệt bất không năm đó ngươi mưu đoạt địa vị của ta đem ta chấn áp ở bên trong hắc quan ngươi cũng đã biết oán niệm của ta là sâu bực nào ngươi cũng biết phẫn nộ của ta là liệt bực nào ngươi cũng biết ta đa tưởng đem ngươi bắt được đem móng tay của ngươi từng mảnh từng mảnh nhổ đem gân của ngươi một can một can rút ra đem ngũ tạng của ngươi một đầu một đầu kéo ra đem xương cốt của ngươi một tấc một tấc bóp nát, đem đầu óc của ngươi uống cạn. Trong hắc quan chất chứa uy năng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mãnh liệt, Giang Nam cơ hồ ở trên hắc quan không cách nào đứng vững, thầm nghĩ trong lòng một tiếng không xong. Ta cho là mình vĩnh viễn không có hy vọng báo thù, bởi vì ngươi quá cường đại, đã vượt qua ta ngày xưa, mà ta cũng ở trong hắc quan trầm luân suy yếu, chưa từng nghĩ hôm nay ngươi rõ ràng chuyển thế. Ngươi rõ ràng chuyển thế, hắc 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 hắc. Giang Nam đột nhiên cười nói, "Tiền bối, ngươi nhận lầm người." "Nhận lầm người?" Hắc Quan đứng vững ở phía trên lôi trì, lôi trì sóng cả mãnh liệt dần, dần dần dẹp loạn, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí ngay cả Tiên Thiên Ngũ Sắc Liên cũng bị định ở giữa không trung, đã không có động tĩnh, chỉ có thanh âm trong quan tài kia. "Ta như thế nào sẽ nhận lầm người, bất không đại đạo của ngươi, ta quá quen thuộc rồi, ta như thế nào sẽ quên, ngươi dùng loại đại đạo này đánh lén ta?" đem ta trọng thương sau đó chấn áp ở trong hắc quan người yên tâm ta sẽ bắt được ngươi đem người nhốt ở bên trong hắc quan cho ngươi nếm thử mùi vị sống không bằng chết hắc 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 cái chán răng nam toát ra mồ hôi lạnh lại vào lúc này chỉ thấy lôi trì đột nhiên lại nổi lên gợn sóng tại địa phương xa xôi vô cùng một chiếc thuyền nhỏ chậm rãi bay tới trên thuyền phiêu động một mặt phiên trắng chiếc thuyền nhỏ kia nhìn như chậm chạp nhưng thực tế lại mau lẹ vô cùng bất trí bất giác cũng đã bay tới cách giang nam không xa giang nam đứng ở phía trên hắc quan nhìn đi không khỏi nao nao chỉ thấy trên chiếc thuyền nhỏ kia chỉ có một lão giả đưa lưng về phía hắn ngồi ở trong khoang thuyền trước mặt lão giả kia để một chậu sành trong chậu sành giấy lên ngọn lửa cùng khói xanh lão giả kia nắm lên một bạt tiền giấy bỏ vào ngọn lửa tiền giấy thiêu đốt phảng phất là tế điện người nào lôi chỉ mênh mông hắc quan thuyền nhỏ cờ trắng lão nhân hóa vàng tiền mã cấu thành một bức hình ảnh thê lương quỷ dị trên thuyền nhỏ cờ trắng phiêu động chiếc thuyền phiêu đãng bên trong lôi trì kia hướng giang nam bay tới lão nhân trên thuyền như trước đưa lưng về phía giang nam một bên đốt tiền giấy một bên trong miệng nói lẩm bẩm không chỉ có giang nam cảm giác được kinh ngạc hỗn độn ôn đế bên trong hắc quan kia cũng kinh ngạc không thôi lôi trì chôn sâu ở bên trong hàng rào tiên giới tại đây căn bản không có sinh linh lại càng không có thuyền ngày bình thường ngay cả tiên vương cũng rất ít đặt chân nơi đây lão trượng mau tránh ra giang nam thấy thuyền nhỏ kia bay thẳng tới hắc quan dưới chân cùng hắn mà đến vội vòng quát tại đây hung hiểm hắn toàn lực chấn áp hắc quan bất quá lực lượng hắc quan càng ngày càng mạnh hắn đã chấn ép không được hỗn độn ôn đế hư ảnh bên trong hắc quan đã cho rằng hắn là bất công đạo nhân chuyển thế không ngừng từ tiên thiên ôn đế quan chính thức trong tiên giới chuyển đến năng lượng hiện nay đã đạt tới cấp bậc tiên vương giang nam liều chết chấn áp cũng là chấn ép không được tiếp qua không lâu ôn đế hư ảnh bên trong hắc quan này sẽ phá vỡ hắn chấn áp nhảy ra chu sát hắn lão giả trên chiếc thuyền nhỏ kia mắt tiếc tay ngơ vẫn hướng trong chậu than vung tiền giấy trong miệng nói cũng dần dần rõ ràng tràn đầy hương vị quỷ dị âm trầm con ta ngươi một đường đi tốt cửu gia của ngươi ta tìm được rồi ta sẽ giết hắn báo thủ cho ngươi trong nội tâm giang nam cả kinh đột nhiên cảm giác được một loại thời không kỳ lạ hình thành ở trong lôi trì cái thời không kỳ quái này đưa hắn cùng thuyền nhỏ lão nhân nối liền một chỗ đây là một loại thần thông dị thường cường đại hình thành biên giới phải biết rằng ở bên trong hàng rào tiên giới ẩn chứa đẻ ép chi lực của tam giới cùng tiên giới vô cùng trầm trọng phía trên lôi chỉ càng là áp lực vô cùng mặc dù là giang nam cũng không có thực lực ở trên không lôi chỉ triển khai biên giới của mình giang nam ánh mắt chớp động lão trượng con của ngươi chết rồi hả chẳng lẽ là chết ở trong lôi trì đây cũng không phải trên thuyền truyền đến thở dài một tiếng lão giả kia rốt cục xoay đầu lại trong lòng giang nam tim đập mạnh một cú chỉ thấy lão giả này không có mặt mũi cả khuôn mặt như là một tờ giấy trắng không có tai mắt mũi miệng lưỡi nhưng lại cho giang nam một loại cảm giác quái dị hắn đang xem mình con của ta không phải chết ở trong lôi trì mà là chết ở tam giới lão giả kia dùng khuôn mặt giống như giấy trắng nhìn về phía giang nam thanh âm truyền đến người trẻ tuổi nếu như con của người chết rồi người sẽ như thế nào giang nam nghiêm nghị nói tự nhiên là báo thủ rửa hận cho con ta đem cửu ra chém giết lão già kia chậm rãi đứng dậy mặt như giấy trắng có chút nhăn lại tựa hồ đang cười nói huyền thiên giáo chủ thật sự là nhanh nói nhanh ngữ cùng ta lòng có ưu tư con ta bị chết không oan hoàn toàn chính xác không oan sắc mặt giang nam biến hóa quát người rốt cuộc là người phương nào còn không hiện ra nguyên hình hiện ra nguyên hình lão giả kia đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha thân hình càng ngày càng cao quanh thân một cổ hỗn độn tự nhiên bộc phát uy năng cuồng bạo chấn áp lôi trì khí tức của hắn dung chuyển phiến lôi trì này phảng phất uy năng lôi trì cũng không thể cùng hắn so sánh giang giác đầu của hắn đột nhiên từ trên cổ rớt xuống đón lấy tay kia cũng rơi xuống đây là một hỗn độn cổ thần không đầu đứt tay giang nam rút một ngụm hơi lạnh lẩm bẩm nói lama đại thần không sai đúng là bổn tọa cự nhân không đầu kia cười ha ha thanh âm chấn đến giang nam khí huyết quay cuồng đô thiên là đầu ta biến thành lại luyện hóa được một bàn tay của ta cùng ta là huyết thống cốt nhục quan hệ thân nhi tử của ta lúc ta cảm ứng đầu của mình thấy được cái chết của hắn hắn bị chết thật thê thảm thanh âm của hắn thê lương giống như quỷ mị phiêu hốt bất định giáo chủ con ta bị chết thật thê thảm à hắn thực sự không phải là chân thân đến đây mà là đạo thân bất quá là ma đại thần thân là hỗn độn thiên quốc tam đại thủ lĩnh đạo thân của hắn chỉ sợ cũng là tiên vương cường giả không phải giang nam có khả năng địch nổi làm sao ngươi biết ta ở chỗ này giang nam sắc mặt biến hóa đột nhiên sáng tỏ ta nơi này có đầu cốt của ngươi cho nên ngươi có thể tìm được phương vị của ta hắn luyện hóa đạo quà của đô thiên cổ thần đạt được đầu lâu la ma đại thần cái đầu lâu này giang nam tùy thân mang theo bất quá lúc trước giang nam bị đánh nát đầu lâu cùng tiên đằng rơi vào trong lôi trì cái đầu lâu này có toái mất hay không giang nam cũng không rõ ràng lắm bất quá la ma đại thần có thể men theo đầu của mình cảm ứng mà đến xem ra cái đầu lâu này nhất định còn chôn giấu ở chỗ sâu trong lôi trì cũng không bị lôi trì hủy diệt ngoại trừ đầu lâu la ma tiên đằng cùng tiên trứng ra còn có một kiện bảo vật không toái cái kia chính là động uyên chỉ là động uyên tuy mạnh nhưng mà trong động lại ở một lão quái vật vô cùng khủng bố ngay cả Giang Nam cũng không muốn vớt cái bảo vật này. Hôm nay, tiên thiên ôn đế quan dưới chân hắn tích chứa năng lượng khủng bố giống như tiên vương, mà đạo thần Lama, đại thần Hàng Lâm, cũng có được chiến lực khủng bố giống như tiên vương. Giang Nam chỉ cảm thấy nhức đầu, hai đại tồn tại giống như tiên vương xuất hiện, quả nhiên là trước có sói sau có hổ. Đừng nói hai tiên vương cấp, cho dù chỉ là một, Giang Nam cũng không cách nào tiếp được. Lama đại thần nắm lên tiền giấy, rồi vãi hướng lôi trì, từng mảnh tiền giấy phiêu linh, lập tức bị tiên lôi chi huy phá tan thành từng mảnh, lầm bầm nói. Đô thiên con ta, ngươi một đường bình an, vi phụ liền tiễn đưa cửu ra giết ngươi đi gặp ngươi, không có người có thể chống đỡ được vi phụ, không ai có thể ngăn trở vi phụ báo thủ cho con. Ở dưới chân hắn, chiếc thuyền nhỏ kia càng lúc càng lớn, cuối cùng nhất hóa thành một chiếc hỗn độn chiến hạm hùng cứ ở bên trong lôi trì, phá vỡ lôi trì, hướng Giang Nam nghiền áp mà đi. Cùng lúc đó, Giang Nam lập tức cảm giác được ở bên trong hắc quan dưới chân mình lực lượng vô cùng khủng bố bộc phát rốt cục khó chấn áp được nữa hai chân giang nam ngồi xổm mạnh mẽ hướng về sau tung bay hắc quan triệt để trồi lên lôi trì ầm ầm dựng thẳng lên hắc quan càng lúc càng lớn để ngang phía trên lôi trì nắp quan tài mở ra lộ ra bên trong thời không vô tận đen kịt thấm bất khả chắc hắc hắc bất không tiểu nhi trong quan tài truyền đến tiếng cười của ôn đế hai cái đại thủ đen kịt nắm chặt nắp quan tài hiển nhiên là ôn đế hư ảnh chuẩn bị từ trong hoác quan đi ra mà vào lúc này chiếc hỗn độn chiến hạm kiêng nghiền áp mà đến đạo thần Lama ma đại thần không đầu đứng ở đầu thuyền cảm ứng khí tức của giang nam tập trung phương vị của giang nam đối với mặt khác hết thảy đều bỏ qua 22. mươi chiếc hỗn độn chiến hạm này một tiếng ầm vang đụng vào trong hoác quan hai cánh tay ôn đế vừa mới bắt lấy nắp quan tài liền bị đâm cho xương gãy gần đất ngã quay trở lại ở trong hắc quan hỗn độn chiến hạm đại trấn Bên trong hắc quan oán khí cùng tai nạn cuồn cuộn gào thét thổi ra, chiếc chiến hạm to lớn không gì so sánh được này, vậy mà hư thối ăn mòn, từng khối tài liệu giống như núi lớn trụi lạc. Yêu nghiệt phương nào? Trong lồng ngực Lama đại thần truyền đến thanh âm chấn động, như lôi đình hét lớn. Yêu nãi nãi của ngươi. Hai cái độc thủ khô gầy như củi từ trong quan tài thò ra, bắt lấy hỗn độn chiến hạm, tính cả Lama, đại thần cùng một chỗ kéo vào trong hắc quan. Lama tiểu quỷ, nguyên lai là ngươi. Trong hắc quan truyền đến thanh âm tức giận, ôn đế nộ cười truyền đến. Chính là tay sai của Bất Không Tiểu Nhi, năm đó ngươi là nô tài dưới trướng của ta, lại trộm dựa vào Bất Không, cùng một chỗ ám toán ta, ta với phản đồ bọn ngươi thâm cừu đại hận, không đội trời chung, hôm nay ngươi cùng Bất Không, hết thảy phải chết. Hỗn độn ôn đế. Đạo thân Lama đại thần nghẹn ngào kinh hô, khiếp sợ vạn phần, thất thanh nói. Ngươi từ trong quan tài trốn ra rồi hả? À nguyên lai là một cỗ hình chiếu vậy ngươi hung hăng càn quấy cái rắm ngươi năm đó xưng hùng hỗn độn xem ai không vừa mắt liền ăn ai lão tử ở dưới trướng của ngươi nơm nớp lo sợ lo lắng hãi hùng e sợ cho ngày nào đó bị ngươi ăn tươi hiện tại lão tử không sợ ngươi ngươi cái khốn nạn này nên bị chấn áp hắc quan kịch liệt chấn động hiển nhiên hai tồn tại khủng bố giống như tiên vương kia đã đánh đập tàn nhẫn các loại thanh âm từ trong quan tài truyền đến kịch liệt vô cùng để cho lôi chỉ nhấc lên cơn sóng gió động trời một đạo sóng cồn đánh tới hung hăng vỗ vào trên người giang nam đưa hắn đập bay bất không gọi ngươi tới nhất định là vì đối phó ta hỗn độn ồn đến nhe răng cười tiểu tử lúc trước các ngươi ám toán ta nhất định rất thoải mái à sớm muộn gì có một ngày ta sẽ phá vỡ quan tài tự mình tìm các ngươi tính sổ phi ngươi giàu gì cũng là hỗn độn đại đế rõ ràng bị huyền thiên tiểu quỷ mời đi ra đối phó hỗn độn cổ thần đại ném thể diện cổ thần lão già kia ngươi bị trấn áp ở cổ tiên giới đời này là không có trông cậy và trốn ra rồi. Tiếng cười của Lama đại thần truyền đến. Bổn nguyên của ngươi sẽ bị cổ tiên giới dần dần nuốt đi sạch sẽ, đạo quả cũng sẽ bị luyện hóa dung nhập đến bên trong cổ tiên giới, hồn phi phách tán. Ngươi nói là hai người xứ khác kia thành lập cổ tiên giới sao, chỉ có hai người kia mới có thể luyện hóa ta, bất quá bọn hắn đã chết, cổ tiên giới không cách nào phai mờ đạo quả của ta. Giang Nam rốt cục ổn định thân hình, ở một bên nghẹn họng nhìn chân chối, hắn vốn cho là mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ không nghĩ tới hai lão quái vật này rõ ràng đi đầu đánh đập tàn nhẫn giết đến thiên hôn địa ám hỗn độn ôn đế này là tồn tại so với bất không đạo nhân còn muốn cổ xưa bất không đạo nhân liên hợp cổ thần khác xoán quyền đem ôn đế chấn áp mới trở thành thủ lĩnh hỗn độn cổ thần hai lão quái vật ở trong hắc quan chiến đấu chọc ra không ít bí mật hiếm ai biết để cho hắn nghe được tâm thần đại chấn hai người xứ khác chẳng lẽ là tiên đế cùng tiên tôn mở vũ trụ càn khôn tồn tại như ôn đế rõ ràng cũng nói đế cùng tôn chết rồi chẳng lẽ đế cùng tôn thật sự đã không tại nhân thế rồi hả bọn hắn tồn tại bực này làm sao có thể sẽ chết người nào có thể giết được bọn hắn không có khả năng điều đó không có khả năng trận chiến đấu không tưởng được này bắt đầu được nhanh chấm dứt càng nhanh cũng không lâu lắm hắc quan một tiếng ẩm vang nổ tung trên năm xẻ bảy la ma đại thần dù sao cũng là đạo thân hàng lâm càng thêm thần thông quảng đại mà Hỗn Độn Ôn Đế chỉ là hình chiếu, thực lực không cường đại bằng Lama Đại Thần Đạo Thân, rốt cục bị hắn đánh chết. Huyền Thiên Giáo chủ, không nghĩ tới ngươi có thể mời đến Hỗn Độn Ôn Đế vị ác thần này giúp đỡ, bất quá giúp đỡ của ngươi chết rồi, hiện tại ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Lama Đại Thần Đạo Thân rách tung toé, bóng mở cực lớn bao phủ giang nam, kéo lấy bước chân mỏi mệt đi tới, trong lồng ngực thân hình không đầu truyền đến tiếng cười khoái ý. Hiện tại, ta tiễn đưa người quy thiên thương thế của hắn rất nặng bị oán khí cùng tai nạn bên trong hắc quan hủy diệt hơn phân nửa tu vi thực lực lại cơ hồ bị ôn để đánh nát một thân tu vi thực lực còn thừa không nhiều lắm bất quá dù vậy hắn như trước có được lực lượng hùng vĩ thay trời đổi đất khai nguyên giang nam thét dài đạo quả dung nhập bên trong nguyên thủy chứng đạo kiếm kiếm quang tăng vọt ánh sáng lôi trì nghìn vạn dặm kiếm quang trói mắt đằng không ở trong lôi trì tán loạn quay chung quanh la ma đại thần đạo thân bay múa Lama đại thần nổi giận, một cánh tay cao thấp tung bay, cùng nguyên thủy chứng đạo kiếm kịch liệt va chạm, phẫn nộ quát. Hảo tiểu tử, thừa dịp ta bị thương muốn chạm ta sao, xem chân thân ta chuyển pháp. Lôi trì sôi trào, pháp lực vô biên từ xa xôi chi địa chuyển đến lôi trì, rõ ràng là chân thân Lama, đại thần trong hỗn độn thiên quốc đem pháp lực của mình xa xa chuyển đến, chuẩn bị gia chỉ đạo thân của mình, chỉ cần đạo thân của hắn khôi phục chiến lực, liền có thể thong dong đánh chết Giang Nam. Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ mạnh hàng tỷ đạo kiếm quang hiện ra đón lấy đạo thần lama đại thần ở trong kiếm quang bạo toái oanh pháp lực lama chân thân cuồng bạo bay tới đem giang nam hung hăng đập bay quá cường đại lama chân thân pháp lực quá cường đại dù một cái chớp mắt cuối cùng giang nam bộc phát ra lực lượng mạnh nhất của khai nguyên đại thần thông nhưng mà bị một ít đạo pháp lực của lama chân thân oanh ở trên người nhục thể của hắn ở giữa không trung nổ tung Thậm chí ngay cả nguyên thủy chứng đạo kiếm cũng lần lượt nứt vỡ, đạo quả ký thác vào bên trong nguyên thủy, chứng đạo kiếm cũng ở một sát na này gặp phải bị thương nặng. Hắn chỉ còn lại có một đạo nguyên thủy khí bao quanh đạo quả của hắn chuyển động, cuối cùng giữ được tánh mạng, bất quá nguyên thủy khí ngưng tụ, cố gắng khôi phục nhục thể của hắn. Còn xảy ra tình huống, nguyên thủy đại đạo của hắn xuất hiện tổn hại, trong pháp lực của La Ma chân thân tích chứa đại đạo của hắn, phá hư nguyên thủy đại đạo kết cấu. Giang Nam mấy lần muốn từ trong nguyên thủy khí đoàn tụ thân thể nhưng đều không ngoại lệ lấy thất bại mà chấm dứt cuối cùng nguyên thủy đại đạo phát huy ra đặc tính bao dung hết thảy hóa giải một phần la ma đại đạo hắn mới miễn cưỡng ngưng tụ thân thể suy yếu ho ra máu đây là một lần kinh nghiệm nguy hiểm nhất của hắn nguyên thủy chứng đạo kiếm cũng bị đánh nát đạo quả cũng suýt nữa nghiền nát bản thân thiếu chút nữa không cách nào sống lại đáng tiếc đáng tiếc chưa kịp đem tiên thiên ôn đế qua luyện hóa giang nam ho ra máu miễn cưỡng đứng lên la mà đạo thân đánh chết hỗn độn ôn đế chiếu hình đánh nát tiên thiên ôn đế quan quan tài này đã toái đi hóa thành vô số mảnh nhỏ tiên lôi quay về trong lôi chỉ nếu có thể luyện hóa tiên thiên ôn đế quan chiếu hình giang nam tự tin mình có thể đem nguyên thủy đại đạo tăng lên tới trên tiên đáng tiếc cái tiên thiên pháp bảo chiếu hình này đã vỡ để cho hắn thiếu một cơ hội vô số mảnh nhỏ bay tới ở giữa không trung tạo thành bản thể nguyên thủy chứng đạo kiếm giang nam lên tinh thần một lần nữa ngưng tụ đúc luyện nguyên thủy chứng đạo kiếm chỉ thấy trên thân kiếm này trải rộng vết rách chỉ sợ còn cần thời gian rất lâu mới có thể làm cho bảo kiếm này khôi phục tới trạng thái đỉnh bất quá tiên thiên ngũ sắc liên còn ở chỗ này giang nam như cũ lâm vào trong nguy hiểm mới vừa hai tồn tại cự vô bá kia thật sự quá mạnh mẽ định trụ thời không đem tiên thiên ngũ sắc liên chiếu hình định ở giữa không trung hôm nay là ma đạo thân cùng hỗn độn ôn đế chiếu hình song song nghiền nát đó hoa này lập tức bộc phát ra uy năng lần nữa hướng giang nam giết tới hắn giờ phút này thương thế thật sự quá nặng đối mặt tiên thiên ngũ sắc liên công kích chỉ có thể toàn lực phòng thủ trị liệu thương thế của mình miễn cho bị ngũ sắc liên đánh chết thương thế của hắn mới vừa có chút khởi sắc đột nhiên sắc mặt giang nam kịch biến chỉ thấy trong lôi trì gợn sóng đầu lên hai cổ y nghiêm kinh khủng từ trong lôi trì truyền đến dầm sóng lớn ngập trời lôi trì nhấc lên cuồng phong sóng lớn ở cách giang nam cùng tiên thiên ngũ sắc liên không xa một tòa bảo tháp mềm rủ xuống dâng lên mặt nước lôi trì trọng áp kia không gì so sánh nổi để cho giang nam nhổ ngụm máu tươi cùng lúc đó ở phía sau hắn cũng có sóng lớn ngập trời tạo thành một đại đỉnh phong cách cổ xưa chậm rãi nổi lên mặt nước tiên giới hai đại tiên thiên linh bảo nguyên tháp nguyên đỉnh Giang Nam bị hai đại tiên thiên linh bảo chiếu hình này ép tới hộc máu liên tục, thật vất vả mới chấn áp thương thế toàn diện bộc phát, mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn chảy xuống hắn không ngờ rằng ngay cả nguyên đình nguyên tháp hai đại tiên thiên linh bảo hư ảnh lại cũng xuất hiện ở trong trận tiên kiếp này hai đại tiên thiên linh bảo này một cái trưởng khống ở trong tay tiên tôn cung một cái trưởng khống ở trong tay tiên đế cung chính là tiên thiên pháp bảo cường đại nhất đã biết trong tiên giới ở trước mặt hai đại linh bảo chiếu hình này giang nam cảm giác được bản thân không có bất kỳ sức hoàn thủ nguyên tháp cùng nguyên đình hư ảnh còn đang không ngừng nổi lên mặt nước lôi trì càng nhiều tiên lôi vọt tới cơ cấu hai đại linh bảo hư ảnh này giang nam bị hai cổ y năng tuyệt cường này áp bách thương thế càng ngày càng nặng cơ hồ ngay cả tiên thiên ngũ sắc liên hư ảnh công kích cũng không cách nào ngăn cản được đột nhiên nguyên đỉnh nguyên tháp tạo thành hơn phân nửa liền dừng lại tiếp tục nổi lên mặt nước sau một lúc lâu hai đại linh bảo hư ảnh này dầm một tiếng hỏng mất tan rã hóa thành vô số mảnh nhỏ tiên quang rơi vào trong lôi trì cũng không lâu lắm hai đại tiên thiên linh bảo hư ảnh ngưng tụ lần nữa cố gắng từ trong lôi chỉ dâng lên nhưng đã đến độ cao nhất định lại dầm một tiếng nghiền nát bạn đang xem đế tôn được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sẹt phim viết liền không giấu nhé như thế liên tục tuần hoàn đến đáp lại sang năm ngẩn ngơ tinh tế suy tư chốc lát bỗng nhiên biết vì sao hai đại tiên thiên linh bảo hư ảnh này sẽ tan biến vạn trượng cao lầu từ đất bằng mà lên không có căn cơ tốt đẹp không cách nào đắp ra vạn trượng cao lầu nguyên tháp cùng nguyên đỉnh thật sự quá mạnh mẽ dùng tiên lôi tới cơ cấu hai đại tiên thiên linh bảo hư ảnh này cũng có chút miễn cưỡng tiên lôi không cách nào tiếp nhận được uy năng của hư ảnh hai đại bảo vật đương nhiên sẽ được vụ tiên lôi nghĩ thông suốt điểm này giang nam yên lòng qua hơn hai tháng hắn mới khu trừ luyện hóa la ma đại thần tạo thành thương thế cho hắn không có để lại bất kỳ hậu hoạn nào không những như thế tu vi của hắn còn có điều tinh tiến trong cổ pháp lực cuồng bạo kia của lama đại thần tích chứa đại đạo của hắn bởi vì người này ở hỗn độn đại đạo thành tựu quá cao vì vậy mới có thể lưu lại đạo thương cơ hồ khó có thể ma diệt cho giang nam luyện hóa đạo thương trong hỗn độn đại đạo nguyên thủy đại đạo của giang nam tự nhiên cũng rất có tinh tiến cũng không lâu lắm giang nam rốt cục đánh nát tiền thiên ngũ sắc liên hấp thụ áo nghĩa ảo diệu trong ngũ sắc liên tu vi nguyên thủy đại đạo lại có vài phần tinh tiến chỉ bất quá vẫn không có lên tới chân tiên cấp nếu có thể tăng lên tới chân tiên cấp đại đạo ta đối mặt tiên vương liền sẽ không chật vật như vậy dù như cũ không địch lại nhưng tiên vương cũng lưu không nổi ta tiên kiếp đã kết thúc chỉ có nguyên tháp nguyên đỉnh hai đại pháp bảo hư ảnh này như cũ ở trong lôi trì không ngừng ngưng tụ không ngừng tan biến sang nam tâm niệm vừa động một bụi tiên đằng từ trong lôi trì bay ra là hồ lô đằng của hắn hồ lô đằng này sớm bị hắn tế luyện thành binh dù rơi vào trong lôi trì cũng không có bất kỳ tổn thương ngược lại bởi vì hấp thu đại lượng lực lượng tiên lôi, càng lộ ra vẻ xanh biếc. Càng làm cho hắn vừa mừng vừa sợ chính là tiên đằng lại có một đóa hoa mở, xem bộ dáng là muốn kết xuất cái hồ lô thứ năm. Hơn nữa, đóa hoa hồ lô này là một đóa lôi hoa, trong đó tích chứa năng lượng so sánh với bốn hồ lô trước kinh khủng hơn nhiều, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được lực lượng tiên lôi ở trong đó ngưng tụ. Uy lực tiên đằng tăng lên một mảng lớn, kết xuất tiên hồ nhất định siêu quần bà tụy. Giang Nam mừng rỡ, trầm ngâm chốc lát chỉ thấy tiên lôi cuồn cuộn trong lôi trì bị hắn lấy đại pháp lực thu lấy hóa thành một đạo kim sát trường hà tràn vào mi tâm của hắn hội tụ ở trong tử phủ tạo thành một lôi trì nho nhỏ tiên lôi bị hắn lấy đi càng ngày càng nhiều cũng không lâu lắm lôi trì trong tử phủ hắn dần dần trở nên to lớn cuối cùng hóa thành một mảnh tiên lôi ngàn dặm giang nam đem tiên đằng đưa vào trong tiên lôi để cho gốc tiên đằng này tiếp tục hấp thu năng lượng tiên lôi ngay sau đó dò xuất thủ trường cắm vào trong lôi trì hắn tìm tòi một trận đột nhiên bàn tay bắt được đầu lâu la ma đại thần chìm ở dưới đáy lôi trì lấy đi ra ngoài thầm nghĩ đầu cốt này cùng la ma đại thần còn có cảm ứng xem ra nhất định phải luyện hóa luyện thành pháp bảo của mình đoạn tuyệt cảm ứng nếu không la ma đầu lâu này lưu ở trong tay ta la ma đại thần bất cứ lúc nào cũng có thể tìm được ta chẳng qua là đầu cốt này nên luyện hóa như thế nào la ma đại thần chính là tiên quân cấp hơn nữa thuộc về nhân vật đỉnh cấp trong tiên quân muốn xóa đi lạc ấn trong đầu cốt của hắn thật sự khó như lên trời giang nam cũng không cho là mình hiện tại có thực lực như vậy đột nhiên hắn liếc thấy một màn nguyên đỉnh nguyên tháp không ngừng ngưng tụ không ngừng nghiền nát ánh mắt không khỏi sáng ngay sau đó cười ha ha ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng ngời tiếng cười càng ngày càng to rõ đưa tay run lên đem đầu lâu la ma vứt lên ném vào trong nguyên đỉnh đang tạo thành mặc dù nguyên đỉnh không có hoàn toàn tạo thành nhưng uy lực bên trong đỉnh thì kinh khủng cỡ nào uy năng kinh khủng kia đánh sâu vào đầu lâu la ma mặc dù không có đem đầu cốt này cọ rửa vỗ vụn nhưng mà lạc ấn của la ma đại thần ở trong đầu lại không ngừng bị lao đi sau một lúc lâu nguyên đỉnh toái mất giang nam tìm về đầu lâu la ma đợi chờ nguyên đỉnh xuất hiện lần nữa như thế liên tục sau hơn 10 lần giang nam thu hồi đầu lâu tinh tế xem xét không khỏi hài lòng vạn phần lạc ấn trong la ma đầu lâu rốt cục bị uy năng của nguyên đỉnh hư ảnh hoàn toàn lao đi lúc này hắn đánh lên lạc ấn của mình rèn luyện đầu lâu luyện thành pháp bảo của mình hiện tại Lama đại thần liền mơ tưởng tìm được ta ừ động uyên rơi vào trong lôi trì kia của ta mang tịch diệt đại đạo tốt nhất vẫn là tìm về giang nam sưu tầm lôi trì qua một lúc lâu cuối cùng tìm được động uyên hắn cẩn thận từng ly từng tí thu hồi động uyên như cũ để trong tử phủ của mình trừ động uyên ra còn có một quả tiên chứng cũng rơi vào lôi trì giang nam sưu tầm mọi nơi nhưng thủy trung không có tìm được bất quá khiến hắn rất ngạc nhiên chính là trong lôi trì lại còn có sinh vật một đầu ấu dao dài không bằng một thước nho nhỏ ở trong lôi trì bơi qua bơi lại quay chung quanh giang nam du tàu chẳng lẽ vật nhỏ này chính là tiên chứng ấp trứng ra sinh linh giang nam kinh ngạc mở ra bàn tay để trong lôi trì đầu ấu dao nho nhỏ kia trần chờ một chút bơi tới lòng bàn tay của hắn nhưng đầu dùng hai tiểu giác nhẹ nhàng cọ đầu ngón tay của hắn cơm cơm vật nhỏ này ngửa đầu ngọt ngào kêu lên giang nam nháy mắt mấy cái sưu tầm xuống phát hiện mình nghèo đến đinh đương vang không có linh đan rượu dược gì có thể cho vật nhỏ ăn chỉ phải lắc đầu cơm cơm vật nhỏ kia nghi ngờ nói dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn giang nam xấu hổ sưu tầm từ phủ của mình chỉ phát hiện la ma đầu lâu không thể làm gì khác hơn là đem đầu cốt này lấy ra tiểu ấu giao lập tức nhào tới ôm đầu lâu gặm nhưng ngay sau đó vật nhỏ này chịu thiệt bị cấn đến nhũ răng rớt mấy viên. Tiểu ấu giao giận dữ, há mồm phun ra một đạo tiên lôi, hung hăng đánh vào trên lama đầu lâu, đem viên đầu lâu này đánh cho bay ra hơn 10 dặm. Giang Nam không khỏi lấy làm kinh hãi, lama đầu lâu là trầm trọng bực nào, đầu lâu tam đại thủ lĩnh trong hỗn độn cổ thần, đổi lại một hoàng đạo cực cảnh cường, già cũng chưa hẳn có thể lấy lên được, vật nhỏ này lại có thể đánh bay đầu cốt, không thể khinh thường. Người thích ăn như vậy, sau này người liền gọi mễ mễ đi, tiểu tử, ngươi cũng đến trong tử phủ của ta đi. Giang Nam đem tiểu ấu giao đưa vào trong tử phủ của mình, vật nhỏ thấy gốc tiên đằng cắm rễ ở trong tiên lôi kia, lập tức hoan hô một tiếng nhào tới, vòng trên phiến lá hồ lô, phun ra nuốt vào lôi quang. Giang Nam thu hồi đầu lâu la ma, bỏ vào tử phủ, lưu luyến nhìn nguyên đỉnh, nguyên tháp như cũ đang không ngừng tạo thành cùng tan biến một cái, cất bước hướng tiên giới đi tới, thầm nghĩ. Lấy thực lực trước mắt của ta, khó ngăn một kích quy năng của hai đại linh bảo hư ảnh này vẫn là trước tăng thực lực lên, đợi đến thực lực đầy đủ, lại đặt chân nơi này, hấp thu hai đại linh bảo hư ảnh, hoàn thiện nguyên thủy đại đạo. Tam giới, thiên tán hoa cái đột nhiên chấn động rất nhỏ, thần đạo trong thiên đạo trí bảo này hoàn toàn bị tiên đạo nạn ra, giờ khắc này, trong tam giới vô số tiên nhân đều rõ ràng cảm ứng được, tam giới tiên đạo đại viên mãn, đạt đến cực hạn. Hôm nay tam giới đã hoàn toàn trở thành tiên giới, không còn có dấu vết thần đạo. Thần đạo tung thiên tán hoa cái tiêu mất, hẳn là phu quân đã bình an tiến vào cổ tiên giới thi hiên vi thở phào nhẹ nhõm thầm nghĩ trong lòng hồng đạo nhân quân đạo nhân cũng cảm ứng được thiên tán hoa cái biến hóa riêng phần mình yên lòng phụ thần rốt cục tiến vào cổ tiên giới xem ra hắn ở trong tiên giới hàng rào đúng là tao ngộ hung hiểm rất lớn nếu không sẽ không chỉ hoãn thời gian dài như vậy ma giới không ít người cũng thở phào một cái giang nam cường giả chấn áp tam giới một cái thời đại giờ phút này rốt cục rời đi vô luận là địch hai bạn đều có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Địch Nhân như chút được gánh nặng cũng thôi, có người sở dĩ như chút được gánh nặng là bởi vì Giang Nam đi chính là con đường thần đạo, thần cuối cùng, có hắn ở đây, mọi người tu luyện tiên đạo ma đạo cảm giác được một loại áp lực, áp lực vô cùng khổng lồ. Giang Nam rời đi, tiên đạo viên mãn, áp lực ma đạo biến mất, cũng có thể nhận được phát triển thật lớn. Cơ hồ ở cùng một thời gian, trong tiên giới đại thiên thời không, thiên đạo phát sinh thay đổi kịch liệt, vốn những đại thiên thời không trong thiên đạo này cũng đã hướng tiên đạo phát triển. Lúc này, bởi vì tam giới tiên đạo viên mãn, những thiên đạo trong thời không này cũng tùy theo cảm ứng thay đổi, cơ hồ hết thảy biến thành tiên đạo thiên đạo. Trong đại thiên thời không, không biết bao nhiêu sinh linh cùng thần linh cũng cảm ứng được thần đạo từ trong thiên đạo biến mất, từng cái từng cái thất kinh. Ở trong thời gian dài đến hơn 130 vạn năm, thiên đạo kịch biến, để cho tiên giới đại thiên thời không đã không có người thông qua thần đạo tu thành tiên nhân, cho dù là tài hoa hơn người, như thế nào cũng không thể làm được nhảy ra ngoài thiên đạo thành tiên. Mà bây giờ, một cây dâm dạ cuối cùng đè chết lạc đà, thiên đạo trong đại thiên thời không hoàn toàn từ bỏ thần đạo, tu luyện thần đạo càng thêm gian nan, cơ hồ là nửa bước khó đi. Tiên giới đại thiên thời không so sánh với tâm giới còn muốn rộng lớn, còn muốn khổng lồ, sống vô số sinh linh, nhưng mà quân đạo nhân hồng đạo nhân mở tiên đạo cũng không chuyển lưu tới đây. Ở chỗ này, thần đạo vẫn là chủ lưu. Thần đạo không cách nào tu luyện, bị thiên đạo vứt bỏ khiến cho tao loạn có thể nghĩ. Mà vào lúc này, trong tiên giới tám đại châu, hậu thổ, huyền thanh, tử vi, tử tiêu, câu trần, trường sinh, ngọc hoàng, thanh hoa bát tiên vương thần thức đung đưa hư không, qua lại trao đổi. Thiên đạo đại thiên thời không kịch biến, nói rõ huyền thiên giáo chủ cái đại ma vương kia đã rời đi tam giới, đi tới cổ tiên giới ta, lần này, vô luận như thế nào cũng không thể cho hắn chạy trốn. Tiên đạo thay thế thần đạo, đã không thể tránh được, thế lực bát tiên vương ta tất nhiên sẽ bị tức nhược lực ảnh hưởng cũng không bằng trước chúng ta đột phá tiên quân khả năng kéo dài thật lâu đây hết thảy cũng là bởi vì huyền thiên giáo chủ dựng lên diệt đạo thống của ta gãy con đường tiên quân của ta quả quyết không thể bỏ qua cho hắn truyền lệnh xuống triệu tập chư tiên sưu tầm tung tích huyền thiên giáo chủ bất chi bất giác giang nam đã bị vây ở hàng rào tiên giới dài đến 5 năm 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 thời gian này bát tiên vương đã từng chủ động sưu tầm tiên giới cố gắng tìm được tung tích của hắn theo thời gian chuyển rời bát tiên vương cũng dần dần có chút không nhịn được truyền lệnh tiên phật dưới trướng tiếp tục sưu tầm dù sao tám tiên vương cùng nhau tự mình xuất động sưu tầm một tiểu bối truyền đi không khỏi có tổn hại thể diện hơn nữa lãnh địa của bát tiên vương chỉ có tám châu tiên giới còn có những châu khác cũng có tiên vương chấn thủ đi lãnh địa người khác sưu tầm khó tránh khỏi có chút xung đột hơn nữa năm năm thời gian giang nam cũng không có đi tới tiên giới trong bát tiên vương có người cho là giang nam đã chết ở hàng rào tiên giới dần dần lười biếng một ngày kia thiên đạo kịch biến bát tiên vương rút cuộc biết giang nam không có chết ở trong tiên giới hàng rào ngược lại sống đi ra ngoài hơn nữa đã đến cổ tiên giới thiên châu lạc nhật cốc một vòng mặt trời chiếu rọi thiên châu bay tới chậm rãi rơi vào trong lạc nhật cốc đột nhiên luôn mặt trời này hơi chấn động thế nhưng không có rơi xuống ngược lại hướng thiên bay lên ầm Thiên châu kịch liệt chấn động, Lạc Nhật cốc hé ra, hơi thở cuồng bạo xông thẳng lên trời, trùng kích vòng mặt trời tiên giới kia rung động không nghỉ. Trong mặt trời, có tiên nhân từ trong cung điện bay ra, nhìn lại xuống phía dưới, trong lòng giật mình, chỉ thấy trong Lạc Nhật cốc hé ra một vết nứt cự đại. Đây là vị thiên châu tiên nhân kia đang muốn xem xét, đột nhiên chỉ thấy trong vết nứt một thiếu niên thư sinh từ từ đi ra, cất bước đi ra ngoài, để cho trong lòng hắn không khỏi chấn động lạc nhật cốc là địa bàn của ta nơi tu luyện của ta tại sao ta không có phát hiện thiếu niên này cũng ở đây hắn nhìn thấy giang nam từ phía dưới lạc nhật cốc đi tới còn tưởng rằng giang nam là ẩn thân ở phía dưới lạc nhật cốc bế quan vì vậy có chút kinh nghi bất định hắn cũng là tiên nhân đã ở trong lạc nhật cốc sống 8.000 vạn năm chưa từng có nghĩ đến trong lãnh địa của mình lại còn có một người khác giang nam đi ra cái khe ngẩng đầu nhìn vị thiên châu tiên nhân này một cái lơ đĩnh lập tức chán phóng thần trí của mình tinh tế cảm ứng thiên địa thời không của cổ tiên giới, không khỏi sách sách sinh kỳ. Tiên cảnh, không hổ là tiên cảnh. Hắn hít vào một hơi thật dài, chỉ cảm thấy trong thiên địa dư thừa tiên khí đập vào mặt, chảy vào trong phế phủ, làm người ta tâm thần sảng khoái. Ở trong tam giới, cơ hồ không cách nào tìm được tiên khí, hoặc là chỉ có thể trộm lấy tiên giới linh khí, hoặc là chỉ có thể tìm kiếm trong các loại mảnh nhỏ tiên khí tương tự tạo hóa tiên đỉnh. Mà ở cổ tiên giới, tiên khí quả thực chính là linh khí trụ cột, hồ hấp trong lúc đó liền tràn vào trong cơ thể của mình. Thiên Châu Tiên Nhân kia thịt đau vô cùng, mới vừa rồi Giang Nam một hơi liền thôn phệ hơn phân nửa tiên khí, mà hắn tân tân khổ khổ tích góp từng tí một xuống, giấu ở trong Lạc Nhật cốc. Giang Nam tự nhiên không biết mới, vừa rồi một hơi kia suýt nữa đem người khác tích góp từng tí một xuống tiên khí hút sạch, hắn còn đang tinh tế cảm ứng cổ tiên giới bất đồng. Rất nhanh, hắn liền lưu ý đến cổ tiên giới thời không nếu so với tam giới vững chắc vô số lần, ở trong tam giới có thực lực thay trời đổi đất. Đến cổ tiên dưới có thể nhấc lên một tòa núi lớn cũng đã coi như là rất giỏi. Hắn tự tay lăng không ấn xuống, chỉ thấy hư không phía trước hắn khẽ đảo, ngay sau đó bắn lên. Dãy núi Lạc Nhật cốc ầm ầm chấn động, rung chuyển không dứt, cơ hồ bị hắn nhẹ nhàng nhấn một cái này, đem dãy núi ép đến sụp. Thiên Châu Tiên nhân kia con người đều nhanh muốn trợn mắt nhìn đi ra ngoài, cơ hồ thất thanh kinh hô, dãy núi Lạc Nhật cốc chính là tiên gia thánh địa, Thiên Châu Tiên Nhật chính là rơi xuống đây, đem dãy núi luyện cực kỳ chắc chắn cho dù là tiên nhân cũng không cách nào dung chuyển. Không có nghĩ đến thiếu niên thư sinh này mới vừa rồi nhẹ nhàng nhấn một cái kia, liền suýt nữa đem dạy núi nhấn sụp đổ. Càng làm cho hắn giật mình chính là, mới vừa rồi Giang Nam phát tay, ngay cả hư không cũng bị tách ra khối lớn. Cổ chiến lược này, để cho hắn chỉ cảm thấy sợ hãi. Nhưng Giang Nam không hài lòng chút nào, lắc đầu nói. Hư không thật cường hoành, nếu là hạ giới, ta nhấn một cái, chỉ sợ ngay cả một thế giới, cũng có thể đánh xuyên qua, nhưng ở chỗ này hư không lại chỉ khẽ trùng xuống không hổ là đế cùng tôn dùng tiên thiên pháp bảo chế tạo vũ trụ cao nhất nơi này đúng là muốn hơn xa hạ giới có thể thừa nhận được tồn tại vĩ ngạn như tiên nhân ta ở tiên giới hàng rào bị vây 5 năm tính toán thời gian bọn người thiếu hư cùng lạc sư hẳn là sớm đã đến ồ giang nam đánh giá bốn phía đột nhiên mắt sáng rực lên chỉ thấy trong sơn cốc này trồng không ít tiên chân rượu dược cũng có tiên gia dược liệu mấy trăm vạn năm cho tới ngàn vạn năm dược linh trở lên Mùi thuốc xông vào mũi, tràn đầy tiên khí, mỗi một gốc đại dược đều có tiên đạo ở trong đó lưu động, trong đó thậm chí có dược liệu tích chứa một đạo tiên đạo đầy đủ. Bất quá dược liệu tích chứa tiên đạo đầy đủ dù sao cũng không nhiều lắm, đều là thánh dược có mấy ngàn vạn năm dược linh. Cổ tiên giới quả nhiên khắp nơi là bảo, ngay cả trong sơn cốc này cũng có được nhiều thánh dược vô chủ như vậy. Giang đại giáo chủ Tâm Hoa nộ phóng, lúc này đem tiểu ấu giao tên Mễ Mễ kia từ trong tử phủ thả ra. Đồ tiểu ấu dao này đã sớm đói bụng đến bụng kêu vang, buồn bã ỉu xìu trôi ở giữa không trung, đột nhiên nghe thấy được mùi thơm, vật nhỏ này lập tức tinh thần tràn đầy trăm ngàn lần. Cơm cơm. Tiểu ấu dao nhanh như tia chớp hướng dược viên bay qua, vòng trên một bụi tiên dược, đỉnh đầu phung lên, cắn lấy tiên dược màu đỏ rực, hạnh phúc nhắm mắt lại. Tiểu ấu dao này nhìn như nhỏ đến thương cảm, nhưng mà bụng không nhỏ chút nào, rất nhanh đem một bụi tiên dược ăn sạch, lập tức đánh về phía gốc cây tiếp theo tốc độ cực nhanh, làm người ta chắc lưỡi hít hà. Cũng không lâu lắm, tiểu ấu giao liền đem khối dược viên này gặm non nửa. Hơn nữa, vật nhỏ này rất kén chọn, chỉ chọn những dược vương có mấy ngàn vạn nam dược linh tới ăn. Đối với những tiên dược khác chẳng qua là ngửi một cái, liền không thèm nhìn tới. Vị thiên châu tiên nhân kia thấy vậy thì thương yêu không dứt, rốt cục cũng nhìn không được nữa, lập tức xông tiến lên đây, hướng Giang Nam thì cái lễ nói. Đạo hữu! Giang Nam hoàn lễ! Đạo hữu! vị thiên châu tiên nhân kia vội vàng kêu khổ nói đạo hữu tấm dược điền này là ta thật vất vả mới trồng tới vốn là tạm gác lại lúc ta đột phá chân tiên dùng nếu tiên sủng của ngươi ăn một hai cây cũng thôi dù sao ta và ngươi là hàng xóm bất quá vật nhỏ này ăn đi xuống nữa chỉ sợ mảnh dược điền này của ta liền muốn phá hủy giang nam ngạc nhiên thất thanh nói những dược liệu này là đạo hữu trồng ta còn tưởng rằng là trời cao tặng vật vô chủ cả thiên châu tất cả dược điền cũng có chủ nơi nào còn có thiên tài địa bảo vô chủ vị thiên châu tiên nhân kia lắc đầu nói đạo hữu người bế quan quá lâu sao giang nam vội vàng thu hồi tiểu ấu dao chỉ thấy bốn móng vuốt của vật nhỏ này còn vững vàng ôm lấy một cái quả tiên so sánh với nó còn muốn lớn hơn mấy phần không chịu buông tay vị thiên châu tiên nhân kia khoái mắt trực nhảy thầm nói tiên sủng của người ánh mắt cũng không tệ chọn đều là linh dược thượng thừa nhất trong dược viên của ta giang nam thẹn thùng liên tục nói xin lỗi vị thiên châu tiên nhân kia biết hắn thần thông quảng đại mình không phải là đối thủ cũng không dám quá đáng cười nói chúng ta là hàng xóm không cần đa lễ tiểu ấu dao gặm trái cây trong ngực lướt liếc vị tiên nhân này lại nhìn giang nam một chút có chút nghi ngờ thấp giọng hỏi thăm giang nam nói cơm cơm giang nam lắc đầu hắn không phải là cơm đạo hữu ta không thuận tiện ở lâu cáo tử vị thiên châu tiên nhân kia đưa mắt nhìn hắn đi xa vừa đau lòng dược viên của mình. Thuốc của ta, đúng rồi, mới vừa rồi đầu tiểu giao long kia hình như là loại đồ vật này. Hắn nhớ tới bộ dáng tiểu giao long, sắc mặt biến hóa, đang thất thần, đột nhiên một cổ hơi thở dị thường cường đại phủ xuống, vội ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy từng đạo tiên quang bay theo mà đến, đồng loạt rơi xuống, rõ ràng là hơn 10 chân tiên. Một chân tiên cầm đầu liếc lạc nhật cốc hé ra cái khe lớn kia một cái, sắc mặt biến hóa, đột nhiên giơ lên một mặt kim bảng trong tay, trên kim bảng bức họa của giang nam rất sống động quát lên người có từng gặp qua người này chiêm châu lôi châu tổ châu chân tiên vị thiên châu tiên nhân kia thấy hơn 10 chân tiên này trong lòng thấp thỏm bất an thanh âm lạnh lùng nói mấy vị đạo hữu các người là tiên nhân trung ương tám châu đến thiên châu ta còn ngang ngược càn rỡ như thế thiên châu cũng không phải là địa bàn của bát tiên vương mà là lãnh địa của quan giác tiên vương khí thế rào rạt như vậy làm như thiên châu ta không người nào sao hơn mười chân tiên kia chính là xuất từ chiêm châu lôi châu cùng tổ châu trong trung ương tám châu trong cổ tiên giới không chỉ có bát tiên vương còn có những tiên vương khác thiên châu chính là ở vào danh nghĩa của quan giác tiên vương mặc dù thế lực quan giác tiên vương không cường đại bằng bát tiên vương nhưng thế lực giới trướng cũng không nhỏ chẳng qua là so sánh với bát tiên vương phải kém sắc rất nhiều chân tiên cầm đầu kia tiến lên trước một bước chắp hai tay sau lưng trên cao nhìn xuống nhìn hắn hơi thở như uyên lạnh nhạt nói ta tên là Đông Phương Phổ Vũ. Đông Phương Phổ Vũ, dưới chướng câu Trần Tiên Vương, được xưng một trong tồn tại tiếp cận Tiên Vương nhất, Đông Phương Phổ Vũ. Vị thiên châu tiên nhân kia cảm nhận được tiên uy kinh khủng, sắc mặt kịch biến, liền lộ vẻ vô cùng cẩn thận, không dám nhắc lại thiên châu là lãnh địa của quan giác tiên vương, trần chờ nói. Nguyên lai là đông phương tiền bối, người trên bức họa, từ nơi này rời đi, nếu các ngươi đi mong một chút, còn có thể cùng hắn chạm mặt. Đông phương phổ vũ cực kỳ cổ lão, chính là sau câu trần tiên vương bắt tiên vương nhóm người thứ hai phi tiên mặc dù hắn không có khai sáng thần đạo nhưng mà cùng bắt tiên vương là cường giả một thời đại hắn cùng với bắt tiên vương giống nhau đồng dạng là tiên thiên sinh linh khai thiên tích địa liền ra đời khai thiên tích địa chi sơ thời đại bắt tiên vương quật khởi kia thống trị bát đại vũ trụ cũng là tiên thiên sinh linh ở thời đại kia đúng là hiện lên rất nhiều nhân vật rất giỏi có không ít nhân vật cực kỳ cường đại từ trong từng tràng hạo kiếp còn sống sót đã trải qua hỗn độn cổ thần cùng cổ tiên chiến dịch, sống cho tới bây giờ. Mặc dù bọn họ không có đột phá đến tiên vương cảnh giới, nhưng mà chỉ kém nửa bước liền bước vào đến cảnh giới kia, tu vi của bọn họ, thậm chí so sánh với chút tiên vương trong cổ tiên giới còn muốn thâm hậu. Nhân vật như vậy, thọ nguyên vô cùng cổ lão, đã có hơn 8 ức năm tu luyện, đông phương phổ vũ chính là một người trong đó, lịch sử của hắn cùng vũ trụ là một nhịp thở, có thể nghĩ nội tình của hắn sâu đậm ra sao. Đông phương phổ vũ có thể nói là đệ nhất cường giả dưới trướng câu trần tiên vương cường giả bực này đi tới thiên châu cho dù là quan giác tiên vương cũng cần khách khí ngang hàng tương xứng chỉ là do hắn nội tình quá sâu quá dày muốn đột phá đến tiên vương cảnh giới cũng khó khăn trăm ngàn lần lúc này đông phương phổ vũ hỏi thăm hướng đi của giang nam vì thiên châu tiên nhân kia không dám không đáp đem hướng đi của giang nam đầu đuôi nói ra huyền thiên giáo chủ quả nhiên đã thượng giới đông phương phổ vũ nhẹ nhàng gật đầu truyền lệnh nói Tán Huy, ngươi lập tức báo cho bát tiên vương, những người khác, theo ta cùng nhau đi trước, đem người này bắt quy án, nộp cho bát tiên vương phát lạc. Vị Tán Huy chân tiên kia lúc này xoay người rời đi, đồng phương phổ vũ lập tức xuất lĩnh những chân tiên khác đuổi theo phương hướng Giang Nam rời đi, mọi nơi sưu tầm. Vị thiên châu tiên nhân kia đưa mắt nhìn bọn họ đi xa, đợi đến lúc bọn họ biến mất không thấy gì nữa, lúc này mới, như chút được gánh nặng, hử lạnh một tiếng. Tiên nhân dưới trướng bát tiên vương, thật là lớn lối, bát tiên vương thật đem mình là bát tiên quân sao hồn nhiên không đem tiên vương khác coi vào đâu hắn lộ ra vẻ suy tư tự nhủ bất quá mới vừa rồi người nọ mang theo con tiểu ấu dao kia phảng phất là có huyết thống hỗn độn long tổ long tổ bồ đề tiên quân chính là có huyết mạch hỗn độn long tổ sao lại đi theo đế tôn hôm nay đã là tiên quân cảnh giới dị trùng như vậy cường đại vô cùng là tồn tại có hy vọng thành tựu tiên quân làm sao sẽ bị người thu phục biến thành một tiên sùng trong tiên giới ta sinh linh có long tổ huyết thống vô cùng cường đại nếu biết huyết mạch của bọn hắn bị thu phục làm tiên sùng chỉ sợ sẽ khiến cho một cuộc sóng to gió lớn hắn nhưng không ngờ rằng giang nam căn bản không phải thu phục tiểu ấu dao đầu tiểu ấu dao này là hậu thổ tiên vương đưa một quả tiên trứng vào hạ giới chửa sinh ra hậu thổ tiên vương cũng là trong lúc vô tình nhận được tiên trứng này nàng cũng không có nhìn ra trong tiên trứng dựng dục sinh linh chính là có huyết mạch hỗn độn long tổ cho rằng chỉ là một tiên long tầm thường cho nên mới hào phóng ban cho giang nam yếu nàng biết tiên chứng kia dĩ nhiên là hỗn độn long tổ huyết mạch tôn quý nhất trong long tộc nàng quả quyết sẽ không đem tiên chứng này đưa ra ngoài huyết mạch hỗn độn long tổ quá cường đại là thủy tổ tất cả long tộc tính trưởng thành cực cao siêu việt những huyết thống sinh linh khác mặc dù cường đại như hậu thổ tiên phương cũng cần một cái giúp đỡ cường đại như vậy mà vào lúc này giang nam dân vắng lường thững mang theo tiểu ấu giao du lịch chung quanh quan sát cảnh trí cổ tiên giới cổ tiên giới đúng là diện tích vô tận chỉ một tòa thiên châu cũng to đến không cách nào tưởng tượng khắp nơi đều có thần kim thần liệu hắn kết hợp kiến thức của mình cộng thêm trí nhớ của tiên cung thái tử cùng thanh huyền chân tiên dần dần đối với cổ tiên giới có hiểu rõ càng sâu thiên châu ở vào phía đông cổ tiên giới cùng với đại châu khác bị gọi là đông vân thập tứ châu hình dạng như thương vân phân bộ mà nam bộ còn có nam trên cửu châu hình dạng như đại kỳ phân bộ tây bộ có tây hoàn thập nhị châu hình dạng như hoàn mang phân bộ bắc phương có tiên hải 19 châu phân bộ ở trong tiên hải mỗi một châu đều có một tiên vương chấn giữ trung ương là trung ương 8 châu là địa bàn của bát tiên vương bạn đang xem đế tôn được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sẹt giờ phim viết liền không giấu nhé trừ 62 tiên châu này còn dư lại nhiều chỗ thuộc về giải đất tương đối cằn cỗi, nơi đó so sánh với 62 tiên, châu còn muốn rộng lớn, mênh mông vô tận. Sinh linh huyết thống thấp kém sống ở nơi đó, các chủng tộc hỗn tạp ở lại, phần lớn là hỗn huyết, tiên nhân không thích ở nơi đó định cư, có chút giống khu dân nghèo hạ giới, rất là kỳ thị. Sinh linh sống ở giải đất cằn cỗi, bị gọi chung là người tạp đà châu. Danh như ý nghĩa, người tạp đà châu ý tứ chính là hỗn huyết, thấp kém, người còng gánh vác công việc cổ tiên giới tiên nhân ở trong tạp đà châu mênh mông bày từ ngọn tiên trận cướp đoạt tiên khí gầy còm trong tạp đà châu còn sai khiến nhân trùng đê tiện của tạp đà châu đào mỏ đào lấy tiên thạch cung nuôi mình để cho tạp đà châu càng thêm càng cỗi tổng thể mà nói trung ương tám châu thực lực mạnh nhất các đại bộ châu khác thứ hai nhưng mà không thể khinh thường duy chỉ có tạp đà châu thực lực yếu nhất trong đại châu cổ tiên giới tu sĩ cũng có không ít phần lớn là thần tu tu luyện thần đạo mà chứng tiên Bất quá, hôm nay thần đạo khó khăn, ở trong tiên giới tu luyện thần đạo cũng không cách nào đạt được đại thành tựu, không thể nào nhảy ra ngoài thiên đạo thành tiên. Giang Nam thấy những thần đạo tu sĩ kia từng cái từng cái thấp thỏm lo âu, vô tâm tu luyện, tinh thần rất là suy sụp chán trường. Hồng đạo nhân quân đạo nhân khai sáng tiên đạo, cũng không chuyển lưu đến cổ tiên giới, vì vậy con đường thần đạo mặc dù gãy, nhưng tu sĩ cổ tiên giới vẫn còn lựa chọn con đường thần đạo này tới đi. Bởi vì trừ thần đạo, bọn họ không có lựa chọn nào khác chiết nhi quân nhi tương lai nhất định phải tiến vào cổ tiên giới truyền đạo đem phương pháp trường sinh thông dụng ra bất quá bọn hắn tiến vào cổ tiên giới chỉ sợ sẽ gặp phải bát tiên vương ngăn giết chỉ có ta ở cổ tiên giới trước đứng vững gót chân bọn họ mới có thể an tâm thượng giới truyền đạo giang nam du lịch mọi nơi tăng trưởng kiến thức thầm nghĩ bọn người lạc sư tiến vào cổ tiên giới không biết hiện tại ở nơi nào còn có tỷ tỷ đạo vương minh thổ các tiên bọn họ ở từ tiêu tiên vương môn hạ gần đây cuộc sống chỉ sợ không quá tốt lắm một lần phi tiên cuối cùng đám người giang tuyết cùng đạo vương phi thăng thượng giới tử tiêu tiên vương kiếm được đầy bồn đầy bát lần đó tồn tại phi tiên cùng giang nam có quan hệ sâu đậm nếu như tử tiêu tiên vương không lợi dụng điểm này như vậy hắn cũng sẽ không có địa vị hôm nay trừ đám người giang tuyết còn có hồ thiên hồ thiên lão sư bị huyền đô tiên quân ôm đi lúc còn là một tiểu oa nhi hiện tại hơn một trăm vạn năm trôi qua hắn hẳn là cũng vô cùng không dậy nổi đi dù sao hắn vừa xuất thế liền có 53 đạo tiên đạo, tiền đồ thật xa, hơn nữa còn là sư đệ của huyền đô tiên quân. Giang Nam tinh tế suy tư, tiên đế cung cùng tiên tôn cung đối với hắn hẳn là không có bao nhiêu ý kiến, thậm chí còn vui nhìn thấy tiên đạo thay thế thần đạo, lực lượng chủ yếu phản đối chính là bát tiên vương. Tiên đạo thay thế thần đạo, ý nghĩa đạo thống của bọn họ bị diệt, thế lực của bọn họ không còn liên tục không ngừng, hơn nữa đạo thống bị diệt, bọn họ muốn tu thành tiên quân cũng trở nên gian khổ gấp đôi. Vì vậy, Giang Nam có thể khẳng định, bát tiên vương sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bản thân. Ta hiện tại mặc dù đã tu thành đạo quả, nhưng so sánh với tiên vương còn không cách nào địch nổi, chỉ có đem nguyên thủy đại đạo tăng lên tới chân tiên mới có thể hy vọng. Ân, vẻ mặt Giang Nam đột nhiên khẽ nhúc nhích, nhìn về phía sau. Cơm cơm, tiểu ấu giao vòng ở cổ tay Giang Nam, giống như một chuỗi thủ trạc, cũng đột nhiên ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn hướng phía sau, hai mắt sáng lên hưng phấn đến nước miếng chảy dòng. Một cổ hơi thở cường đại phóng lên cao, dung chuyển hư không cổ tiên giới, hướng bên Giang Nam nhanh chóng mà đến, hùng hổ dọa người. Huyền Thiên giáo chủ, dừng bước thôi. Một thanh âm to lớn vang lên, hư không kịch liệt đung đưa, mỗi cái đại thủ hung, hăng đánh về phía trước, tiên đạo xây dựng bàn tay to bao phủ hư không, mang theo tiên uy kinh khủng vô cùng hướng Giang Nam chụp được. Bàn tay tiên đạo này đi tới trước người Giang Nam, phảng phất đột nhiên gặp được tường đồng vách sắt, một tiếng ẩm vang nổ tung chân tiên tấn công ra một kích kia nhẹ kêu một tiếng tiếp theo từng đạo tiên quang rơi xuống ở bốn phương tám hướng giang nam hóa thành từng tôn tiên nhân tiên phong đạo cốt vị chân tiên hướng giang nam xuất thủ kia trong lòng cả kinh thấp giọng nói thật là lợi hại khó trách kỳ lân chân tiên cũng vẫn lạc ở hạ giới đông phương phổ vũ nhìn về phía giang nam nhẹ nhàng gật đầu trong ánh mắt tràn đầy tán thành có chút bản lãnh khó trách có thể ở hạ giới nhấc lên sóng gió lớn như vậy quyền thiên giáo chủ ta tên là đông phương phổ vũ hắn đợi chờ chốc lát giang nam như cũ đứng ở nơi đó đối với cái tên này thờ ơ ta tên là đông phương phổ vũ đông phương phổ vũ tái diễn một lần sắc mặt giang nam mờ mịt đông phương phổ vũ không khỏi có chút thất vọng hạ dưới dế nhũi ngay cả tên của ta cũng không có nghe nói qua quyền thiên giáo chủ người là thúc thủ chịu trói hay là chúng ta đem người trấn áp nộp cho bát tiên vương phát lạc đột nhiên chỉ nghe một tiếng cười to truyền đến thanh âm chấn động thiên địa, cười nói: "Đông Phương đạo hữu, ngươi hùng hổ tới thiên châu của ta, không biết có gì việc?" Một cỗ tiên uy kinh thiên động địa truyền đến, đó là hơi thở của Tiên Vương, uy nghiêm rộng lớn. Giang Nam nhìn lại, chỉ thấy một chiếc cự liễn chứa nhiều tiên nữ bồng bềnh bay múa, có tiên nữ cầm kiếm, có tiên nữ ôm tiên cầm trong ngực, ôm lấy một chiếc tiên vương ngự giá lái tới. Quan sát tiên vương, trong mắt Đông Phương Phổ Vũ hiện lên tinh mang, khẽ khom người, lạnh nhạt nói: phổ vũ phụng câu trần tiên vương chi mệnh bắt đại ma vương đi ngang qua thiên châu mong rằng tiên vương chấp thuận kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé liên tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả đừng quên ấn like và đăng ký kênh di các phim để cập nhật những video mới nhất nhé cảm ơn mọi người